em ngồi. Mời em trai giới thiệu về mình cho bên nhà gái nghe. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và bạn nữ bên kia và tất cả các bạn khán giả đem xem chương trình trong hội trường ngày hôm nay. Dạ. Em xin giới thiệu, em tên là Quỳnh Nhân Thiên, năm nay em 31 tuổi. Hiện tại thì quê em đang ở là Cà Mau. Em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Bình Dương. Thiên làm gì Thiên? Dạ, nghề chính của em là môi giới bất động sản. À, mùa này bán được không? Dạ, mùa này hơi ế. Dạ. Bán cũng ra chậm ha. Dạ. Rồi, hy vọng rằng từ đây Tết bán khá khá, chúc kiếm tiền lấy vợ nha. Dạ, dạ. Mời nhà gái. Nhà gái, giới thiệu về mình nào. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan, em chào anh Quyền Linh và em chào quý vị khán giả và chào bạn bên kia. Em xin được giới thiệu, em tên là Tuyết Trinh. Em 30 tuổi, đang làm việc và ở Bình Dương ạ. Làm gì? Dạ, công việc của em là kim trợ giảng make up ạ. À, trợ giảng make up hả? Dạ. Và em sống ở Bình Dương luôn hả bé? Dạ, đúng ạ. Vậy là gần mình luôn á Thiên. Dạ. Hỏi coi ở đâu? Em ơi, em cho anh hỏi là em ở Bình Dương chỗ nào em? Dạ, em ở Thủ Dầu Một ạ. Công ty anh đang trang trọng ngay từ Cộng Bố á, lên đó cũng gần. Đề gần ha. Dạ. Hợp lý. Không chừng chút mình đi xe chung về đó. Dạ. Rồi em có điểm mạnh điểm yếu gì Thiên? Điểm mạnh của em á là biết nấu ăn, em biết hát đòn, và đặc biệt là nói chung là công việc về nhà cửa, nói chung là em cái gì cũng làm được hết. Môi giới bất động sản mà ha, ăn nói cũng lưu loát rồi giao tiếp tốt ha. Điểm yếu em là gì? Em là có một cái điểm yếu là em ít có nói lắm anh. Tại vì khi gặp khách em mới nói, còn như ngày thường như ở nhà thì em cũng nằm lướt TikTok, coi Facebook này kia thôi. Để dành nói với khách hết rồi đúng không? Dạ. Rồi mời em gái. Nhà gái nói về ưu điểm của mình đi nào. Dạ, ưu điểm của em thì nấu ăn ngon, với lại vui vẻ. Rồi khuyết điểm của mình là gì? Dạ, khuyết điểm của em thì những lúc mà kiếm không ra đồ, cái em bực bội trong người lắm. Trời đất ơi, tự bà cất nha. Tự bà cất đồ, bà kiếm không được, cái bà khó chịu. Người khác cất mà bà kiếm không được mới mệt đó. Không, cái đó mới là căng luôn á. Rồi, mình nói chút xíu về tình trường đi nào. Em bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em 3 mối tình. Wow. Mối tình thứ nhất thì em đã kết hôn, năm em 20 tuổi. Và hôn nhân của em kéo dài được 3 năm. Và em đã ly hôn, năm em 23 tuổi. Em có em bé chưa? Dạ, chưa ạ. Kết hôn sớm quá em hả? Dạ. Thì lúc tìm hiểu thì mình không có tìm hiểu sâu, có vài tháng tìm hiểu thôi, thì khi mà về sống chung thì nó nhiều cái xảy ra đó chị. À, nên mình cảm thấy không hòa hợp được nên em đã kết thúc. Không có con nó cũng là một cái điều mà nó làm cho mình thoải mái hơn, mình không bị vướng bận. Rồi còn Thiên? Dạ thì em hiện tại là cũng trải qua 3 mối tình. Một mối tình là thời sinh viên anh. Còn một mối tình nữa là cũng lên đi làm. Còn một cuối cùng, mối tình cuối cùng là mới quen đây tất được 2 năm và người ta là khoảng tháng 12 là người ta lập gia đình. Chia tay gần được khoảng 7 tháng. Vậy đó hả? Cũng 3 mối tình trắc trở gì? Dạ. Sau 3 mối tình thì mình thấy mình đang thiếu sót cái gì trong tình yêu hả Thiên? Trong tình yêu thì em thấy nếu mà nói tiếng yêu với nhau rất là dễ, nhưng mà quan trọng là mình có đồng cảm, chia sẻ và thấu hiểu cho người bạn đời của mình không mới là quan trọng. Em thấy bên kia đã có một lỡ chuyến đò rồi, thấy sao? Đối với em á, người đến trước đến sau ấy không quan trọng, người cũ người mới thì cũng chẳng sao. Quan trọng là mình, cái người của mình á, là có đi, ai là người nắm tay cho mình đi hết chuyến đò còn lại. Đúng rồi, mới là người quan trọng. Cái này hay nè đó, quan trọng là người thì nắm tay mình đi suốt cuộc đời mới quan trọng ha. Ai, em gái. Ôi, dễ thương quá. Ta làm về nghề làm đẹp cho nên người ta rất đẹp. Không lẽ từ đó tới giờ là không có tìm được người yêu nào? Dạ cũng có ạ. Có hả? Nhưng mà lý do em khó quá hay sao? Dạ không, mối tình thứ hai của em thì gia trưởng quá. Gia trưởng quá. Với lại ghen. Ghen nữa. Ghen. Mối tình thứ ba. Mối tình thứ ba thì người ta có người khác. Trời ơi, cái xinh đẹp vậy mà có người khác nở lòng nào, thiệt tình luôn. Ây, rồi bây giờ bỏ qua luôn. Mình muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào ha em? Dạ, cũng đơn giản thôi anh. Đơn giản là sao? Dạ, chỉ cần thấu hiểu và cảm thông cho nhau, biết chia sẻ. Có chiều cao rồi mập lùn này kia? Dạ, chiều cao thì tầm 1m7 đổ lên là được. 1m7 hả? Được không Thiên? Em có mét 65 à. Thiếu 5 phân, được không? Thì để xem là về còn tính cách nữa. Tính cách nữa không? Có phù hợp tính không? Cách bù thước đo đúng không? Dạ. Được nha Thiên nha.
Ok. Rồi, bây giờ bà mối qua coi coi nhà trai tôi sao nè. Tôi thấy nhà gái tôi chịu rồi đó nha. Thôi chạy. Rồi, chào nhà trai. Trời ơi, 1m65 thiếu 5 gem nhưng mà nó bù lại được những cái khác nha em. Ăn mặc rất là đẹp, chỉnh chu, hợp lý với bên kia. Mặc đẹp hơn tôi nữa đó. Đó. Cái điều gì ở phụ nữ là mình không thích nè? Em không thích người phụ nữ hay ghen gì. Tại vì công việc của em á, có những lúc em đi làm tới 10 giờ. Và tại vì em bán sản phẩm hơi xa đó, em về cũng hơi khuya. Nên là thông cảm với em vấn đề đó. Nội trợ đồ này nọ để dạ, anh có nhu cầu gì không? Dạ nội trợ thì vấn đề đó là đơn giản thì em làm được nên là không cần phải văn nữ phải quan trọng vấn đề. Em đi tới 10 giờ về mà em đòi em làm được. Còn có những ngày mà em ở nhà chứ chị, em thường làm gì 4:30 em về. Thôi em gặp người này làm đạp được hết á. Gặp một cái em té xỉu liền chị nói. Em làm được hết á. Thôi bây giờ mình hỏi về người thân đi, nhà trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi nè, có em gái của em. Em gái ruột á hả? Dạ. Em gái xinh rồi nha. Dạ con chào chú Quyền Linh với chị Ngọc Lan với tất cả anh chị đang có mặt tại đây. Em là em út của anh Thiên. Em thấy chị này cũng hợp với anh của em. Chị Thuốc anh em không cần làm gì hết, tại vì anh em cái gì cũng biết làm hết trơn á. Cưới anh em là như là cưới tất cả người làm trong nhà vậy á. Bởi vì cái gì anh em làm cũng được. Sửa nhà, nấu ăn rồi về tất cả mọi thứ là anh em rất là giỏi. Con em được ghê đó chị. Rồi, sao thế... thấy chị gái như thế nào? Dạ em thấy chị đẹp, nói chuyện dễ thương. Thấy ok đúng không cưng? Dạ em thấy ok ạ. Nhưng mà không biết chị nhìn anh em có ok không? Theo em thì chị nhìn anh em có ok không? Theo em thì chị nhìn anh em là chắc ok. Cảm ơn em. Rồi nhà gái đi với ai cưng? Dạ em đi với chị họ. Bé này nó có make up cho mình lần nào chưa ta? Sao mình thấy nó quen quá. Dạ chào nhà gái ạ. Em xin phép chào anh Quyền Linh với chị Ngọc Lan. Em là chị của Trinh. Thì nói chung là em nhìn bạn trai bên đây thì về cái hình dáng bên ngoài cũng ok, cũng được. Nhưng mà em nói trước là em gái của em nó rất là giỏi. Cái gì nó cũng giỏi hết á. Về nấu ăn rồi nhà cửa tất cả mọi thứ ngoài công việc đi làm thì rất là giỏi. Cái gì cũng giỏi hết. Nhưng mà nó gặp rất là nhiều tổn thương. Nên là cũng hy vọng là cho nhau một cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau. Cảm ơn chị. Thôi thì bây giờ chúng ta mở rào cho đôi trẻ gặp nhau để tìm hiểu nhau ha. Mở rào. Bắt đầu từ đây là của em đó Thiên. Dạ em có món quà tặng cho em. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh. Rồi bây giờ hai bạn ngồi đối diện với nhau đi. Em nhìn anh em cảm nhận như thế nào? Em thấy cũng được. Em ở Thủ Dầu Một mà khúc nào của Thủ Dầu Một? Dạ ở Cách Mạng tháng 8. Anh thì ở Dĩ An. Nói chung là từ khoảng cách của anh lên em chắc cũng gần. Nhưng mà công việc của em á, nó hạn chế thời gian vậy đó. Em làm việc từ sáng cho tới tối. 8:30 em mới xong việc. Có khi đến 9:00 tối. 1-2 giờ khuya nữa. Anh thấy cũng không có gì. Tại vì nếu mà công việc của em đúng không? Mà thời gian không có gì, ví dụ em có cần anh hỗ trợ thì anh sẵn sàng. Anh không ngại thời gian đâu. Dạ. Rồi. Em hỏi đi, khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn? Đối với anh á, anh lên đây á là anh rất là nghiêm túc. Chứ không phải là đùa. Vì thế là nếu mà em có cho anh cơ hội là khoảng bao lâu chúng ta kết hôn được? Trong vòng 1 năm đúng không anh? 1 năm. Tại vì năm sau á là năm hợp tuổi. Nên là anh hy vọng có thể trong năm sau. Em tiến tới đi. Nắm tay bạn gái hát cho mày nghe đi. Em có thể cho anh xin được nắm tay không? Như thế cô. Nhìn bạn gái nắm hai tay này Thiên. Nhìn bạn gái hát cho bạn gái nghe đó. Anh thì không có biết hát nhạc. Anh chỉ biết hát cổ thôi. Tại vì quê anh Cà Mau là chuyên về cải lương. Thì anh cũng hát tặng em một bài hát. Bài hát được mang tên là Ai Cho Tôi Tình Yêu. Dù biết tình yêu không thể giáng sinh cũng không hề dãi mượn. Sao từ bóng tối cô đơn tôi vẫn thầm mong có người nhắn tâm chân tặng cho mình. Tôi
sẽ mở rộng vòng tay chào đón một cung hình. Xin hãy cho tôi tròn câu mơ ước, một mảnh trăng về khi một mảnh đón đưa nhau. Nết lang tang trong dặn chiều mưa, dặn nét vô tư lạnh cả tâm hồn. 31 tuổi đời nên mãi cô đơn, nên dặn gọi tên mà thuyền chưa đổ bên. Trời ơi hay quá, ngọt như mí lùi luôn á. Trời, được rồi. Hai bạn về chỗ nào? Hãy đưa ra quyết định của mình bằng cách bấm nút nha các bạn. Bấm bằng cả trái tim của mình. Nếu các bạn thấy thích thì chúng ta sẽ bấm. Còn nếu chúng ta thấy đây không phải một nửa mảnh ghép của mình, chúng ta không cần bấm. Các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Tôi nghĩ chắc là những cái lời ca tiếng hát vừa rồi nó đã là một cái cú cuối cùng để bạn gái đưa ra quyết định. Hãy nắm tay nhau, chúng ta chính thức hẹn hò với nhau. Đúng rồi, một nụ hôn đầu tiên. Thường quá. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai bạn. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi đến bạn phần quà đến từ công ty Mắm Trí Hải. Mắm Trí Hải là công ty chuyên sản xuất các loại mắm ruốc, mắm tôm, mắm nêm, nước mắm và hải sản khô ăn liền. Mắm Trí Hải, sản phẩm chính hiệu đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nay đã có tem chống hàng giả. Mắm Trí Hải, chia sẻ bữa ăn cùng gia đình bạn. Chương trình dành tặng đến hai bạn phần quà từ thương hiệu nước Ion Kiềm cao cấp Ion Life. Ion Life là sự kết hợp từ món quà quý mà thiên nhiên ban tặng và công nghệ điện phân nước tiên tiến từ Nhật Bản, hình thành nên tinh hoa nước có tính kiềm tự nhiên như rau xanh, giúp dung hòa axit dư thừa trong cơ thể. Ion Life khỏe ruột, mát da, món quà cho sức khỏe. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép, hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng. Nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Chúc hai bạn hạnh phúc. Mời, mời bạn đi được nè. Và bây giờ thì Quỳnh Linh và Ngọc Lan xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai để xem họ có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Xin mời. KOA, tinh thần thép. Lúc đó là em có vợ, thì đó là em vợ em mà lấy nhau đó còn nghèo lắm, cứ mằn hoài không dư. Sau này cái mẹ mới thôi vì con đi, là lúc có một đứa con trai, có đứa một đứa con gái. Sau này nó được lớn 4 tuổi rồi nó đi bệnh, rồi có ông thầy với người thơ nó trị được, có đem cho bên vợ trị rồi nó chết. Nhưng mà em ngại có một vấn đề là nếu mà để cho em, để em sinh con thêm nữa thì chắc chắn là em sẽ không sanh. Sao vậy? Cái vấn đề là chuyện gia đình của em á, để cho con em nó bị thiếu tình thương á, là lỗi của em. Xin mời nhà gái. Chào cô gái, mời cô gái ngồi. Rồi, mời em trai. Rồi, mời em ngồi. Rồi, mời nhà gái giới thiệu về mình nào. Dạ, em tên là Quỳnh Ngọc Mai. Em 36 tuổi, em đến từ Trà Vinh ạ. Mai làm công việc gì? Hiện tại thì em tự kinh doanh ạ. Ở Trà Vinh luôn hả? Dạ không, em kinh doanh ở trên đây ạ, Sài Gòn ạ. Kinh doanh gì Mai? Dạ em kinh doanh một quán ăn gia đình nhỏ ạ. À, quán gia đình tự rồi. Tự kinh doanh mỹ phẩm. Rồi, em trai. Chào anh Hùng Linh. À, cứ ngồi đi em trai. Ngọc Lan và các chị ở khán giả. Dạ, chào anh. Em tên Lê Văn Hoàng, năm nay là 44 tuổi. Sao anh khóc quá? Khóc quá. Anh khóc, anh cười quá hả? Em quê ở An Giang, lên lập nghiệp thành phố là 30 mấy năm. Nhà cửa ở đây, ở quận 5.
Hiện nay em đang làm gì? Em buôn bán tự do. Nói chung là ví dụ như hồi đó là em làm bên đá quý nữ trang, rồi sau này nó không ăn nữa, em vô lấy ai cần bên cái mặt hàng đó thì em cầm chào, có lời thì em bán, không lời em trả về chỗ đó. Em có ưu điểm, khuyết điểm gì? Cái ưu điểm của em là thích nấu ăn cho vợ em ăn, thích gì đó hay gì đó. Ví dụ như chỗ nào, chỗ nào mà bán cái gì mà đang nổi tiếng trên mạng đó em phải chạy đó, ăn gì nấu cho vợ em, em ăn chở dạng rồi đâu em sẽ làm ra. Trời ơi, không được em có làm cho bằng được. Cái vụ này là thấy được điểm cộng bên nhà gái rồi đó. Em có khuyết điểm gì? Em thì nói chung là đi làm cái công việc rồi về rồi khi vợ này nói thế em buồn thôi, chứ sợ chứ ấy thôi. Làm việc gì vậy? Thì dù em đi buôn bán rồi vậy đó sợ chứ, vợ nó ghen mới biết nói sao nữa. Thôi ngoài con gái, gái nè, ưu điểm khuyết điểm gì? Ưu điểm của em trước thì ưu điểm của em là nấu ăn ngon. Em là cái tiếp người phụ nữ của gia đình đó, đâm ra là em chăm sóc gia đình cực kỳ tốt. Còn cái khuyết điểm thì em có sự nóng tính, giống như cái người thích cầu toàn á, thành ra là cái gì mình làm cũng phải theo ý của mình. Cái đó là cũng là một cái khuyết điểm của em. Rồi, đường tình duyên của em sao? Lúc đó là em có vợ. Thì đó là em vợ em mà lấy nhau đó, còn nghèo lắm. Vợ em dưới Cần Thơ lấy lên. Xong rồi em mới ra cái lò đá cẩm thạch đó, gia công. Rồi em làm chung với thợ thầy. Mà làm tháng nào, nói chung là thầy thợ chia ra nó có tiền. Mà mình chủ mình kiếm không bằng lính. Kỳ vậy? Thì em không biết làm sao. Thì em chỉ một ngày chỉ biết lấy vợ 20 ngàn ăn sáng với cà phê. Tiền không cần biết nghĩ tới, chủ yếu mặn cho vợ mình được rồi, cứ mặn hoài không dư, mà bên lò mẹ em thì dư. Thì chính ra vậy cái em buồn ở cái lục đục, sau này cái mẹ mới thôi dì con đi, là lúc có một đứa con trai dì con ráng ở, lúc đó con mới mấy tuổi rồi ráng ở cũng mặn hoài không dư nó, rồi đâm ra buồn. Rồi có đứa một đứa con gái, sau này nó được lớn 4 tuổi rồi nó đi bệnh, rồi có ông thầy với Cần Thơ nó trị được, nó đem cho bên vợ trị rồi nó chết. Chết rồi em mới buồn, em mới ăn nhậu, không nghĩ tới người đá nữa. Cũng như là em muốn hủy diệt cái đời em luôn á. Bi kịch gì? Em vô tới bệnh viện ông bố em xin bác sĩ mà có thể cứu nó được, lấy luôn cả tấm mạng con cho hết mất tất cả, miễn sao con gái sống. Tại em rất là thương con, nhưng bác sĩ nó không cứu được. Thì em nói ra em sẽ khóc, nhắc tới đứa con đó. Em còn giữ tới mình nữa mà, rất là thương gái. Rồi em gán sống cái ngày hôm nay mà mằng hoài mà con vợ nó không dư, thì đâm ra em buồn. Mà thôi thì em sợ đứa con nó nhỏ quá, gượng sống tới thằng con 6 tuổi là bắt đầu tự nó đâm đơn thôi. Rồi em chấp nhận thôi, là tài sản không còn gì hết, nói chung không có gì hết, em chấp nhận luôn mà, có quá kệ nó, có tiền cho con thôi, con mình như con nó thôi. Đúng rồi. Rồi ra ngoài mẹ em thấy gì á mới cho em là một số tiền, em nhớ hoài 13 triệu. Bắt đầu em từ đó sao em sẽ làm ăn. Khi em làm ăn lên có tiền rồi cái em ham lời quá, cái năm 2021 á em mới đưa ra cho tao làm ăn nhiều, mua đồ đó. Rồi ai ngờ dịch tới nặng quá em sẽ lỗ, thất bại nữa. Nhưng bây giờ em sẽ quyết tâm sẽ làm lại. Giờ bắt đầu làm lại được chưa? Khởi sắc chưa? Dạ em làm lại, nói chung là từ từ em làm kiếm được mà. Giờ con trai ở với ai? Con trai ở với mẹ em từ đó giờ, thì nhỏ lớn luôn. Bây giờ lớn rồi, lớp 11 rồi. Ở với bà nội hả? Nói chung là cuộc sống em là con mình em à. Em chỉ màng lo cho em thôi. Đến lúc mà cơm chín mẹ gọi như nít vậy đó. Bữa nay nấu canh chua cá lóc, mẹ chừa con cá đầu cá, rất là thương rồi mẹ. Chỉ con mình mẹ thôi. Em qua đây là để chia sẻ cái nỗi buồn về việc mất con của anh. Mà bây giờ là mình bắt đầu một cái cuộc sống mới được rồi anh ha. Dạ. Nhưng mà giờ thí dụ lấy vợ mới nè, có đủ lo cho vợ không? Nói chung thì cuộc sống cơm ngày 2 buổi á, với miếng cháo là dư. Khỏi ăn cháo ăn cơm đủ không? Đủ luôn, dư. Tại vì bây giờ nhà mình không mướn. Công việc em nói chung là có thể một ngày em kiếm mấy triệu có, có thể em không kiếm có thì mình ăn gói ghém thì sẽ dư thôi. Được rồi. À, bây giờ mình mở ra một tương lai tươi sáng mới đi ha. Mình qua mình hỏi tình trường của cô gái nè. Sao cô gái bao nhiêu mối tình rồi? Em thì chỉ có 2 mối tình thôi. Mối tình đầu tiên là ông xã cũ của em, là được 9 năm. Từ lúc em quen ảnh tới em chung sống với ảnh là khoảng 12 năm. Thì trong đó là có 9 năm là vợ chồng. Thì sau cái 9 năm đó thì em mới quyết định em buông. 9 năm nó dài quá, thế thì tại sao em lại quyết định buông? Mình phụ nữ mà, gọi là cái từ chịu đựng á. Khi mà mình chịu đựng tới một cái giai đoạn nào đó, mình chịu đựng không nổi nữa thì mình buông thôi. Rồi có mấy con em? Hiện tại thì em có 2 bé. Bé gái của em thì năm nay 13 tuổi. Còn bé trai thì được 9 tuổi. Và hiện tại là 2 bé ở với em. Ở với em? Em nuôi luôn, dạ. Em nuôi hả? Ở thành phố Hồ Chí Minh em ở với ai? Dạ hiện tại hôm nay thì em ở với 2 bé. Chỉ có 3 mẹ con thôi. Thì hiện tại giờ giống như là em đang kinh doanh quán ăn gia đình á, dạng quán nhỏ, thì có nghĩa là 3 mẹ con sống được.
sống được hả? Dạ. Như cái nhà đó mình thuê hay nhà của mình em? Dạ, nhà thuê ạ. Trả tiền nhà rồi nuôi con gì có đủ không? Dạ, tại vì em giống như quán là em tự em đứng ra em nấu luôn. Em không có thuê ai cả. Dạ, em chỉ là thuê thêm một cô để phụ dọn dẹp đồ với em thôi à. Còn đứng nấu là em đứng nấu chính luôn. Thật ra là vất vả lắm để mà nuôi được hai người con ở Sài Gòn không có nhà. Phải nói là cô gái ấy đã nỗ lực rất là nhiều. Mấy người xinh đẹp á, hay lận đận tình duyên lắm. Hồng nhan bạc phận. Đúng rồi. Thật ra thì những người xinh đẹp như chúng tôi chỉ chờ một người đàn ông tử tế để mà... Mình nói có một người bên kia thôi. Mình nói có một người đang ngồi thôi nha. Đừng có nói người thứ hai đây nha. Đúng không? Thôi nói thì thôi, đúng là duyên số em gái ha. Không sao, xinh đẹp mình có quyền chọn cho mình một người. Đừng lo lắng điều đó. Anh thấy thằng bên nhà gái rất là dễ thương nha. Rất là xinh luôn á. Rồi, bây giờ nói với chị nghe về nhu cầu em có một người bạn trai như thế nào nè. Bạn trai của em thì em không có đặt nặng về vấn đề ngoại hình. Tại vì đối với em cái đó nó cũng không có quan trọng. Em chỉ cần cái người trầm tính, phụ nữ mà cần có một cái bờ vai, một điểm tựa thì em cảm thấy em trông trên. Thành ra hiện tại bây giờ em chỉ cần người đàn ông có trách nhiệm gia đình là ok. Chị thấy anh trai bên này thì chị thấy anh rất là yêu quý gia đình, cho nên chắc chắn là cái việc trách nhiệm là phải có rồi. Ok, tại vì đối với em hiện tại bây giờ là cái vấn đề về kinh tế thì em cũng tự em lo được cho bản thân em và con. Thì em cũng không cần cái người đối phương bên đó là phải có của hay là kinh tế vững vàng gì cả. Chỉ cần là cái người đó có ý chí cầu tiến, có công ăn việc làm ổn định để mà không phải làm gánh nặng cho cả nhau. Một tí nữa hai bạn sẽ trao đổi trực tiếp với nhau thì sẽ rõ về nhau nhiều hơn. Em muốn người yêu của mình, người vợ tương lai của mình sao? Em với người vợ em là dù là giỏi, dù là thích buôn bán hay làm gì đó, đừng cờ bạc là được rồi. Nhưng bây giờ em ở nhà với mẹ với ai nữa? Không, em ở riêng cái nhà nhỏ đó, mua bỏ thí đó. Ở đó là dịch cho mướn, giờ lấy lại em ở mình một à. Rồi ba mẹ ở riêng? Đúng á, ba em chết rồi. Còn mẹ thôi, mẹ ở dưới Úc. Vậy là lấy vợ về là không có làm dâu đúng không? Không, nhà năm đó giờ không có dâu. Ok. Em trai đi với ai em trai? Em đi với người em nha, cái mẹ... Dạ, em chào nhà trai ạ. Dạ, em chào chị. Chị thấy nhà gái của em như thế nào ạ? Dạ, nhà gái thì dễ thương, dễ gần, dễ mến. Em trai hiền lắm vậy. Hiền lắm. Giỏi hả? Nữa. Cặp này hợp không em? Em thấy hợp đó, không biết anh em sao nữa. À, rất hợp không? Nhà gái mình đi với ai nào? Dạ, em đi với cô hai em ạ. Chào cô ạ. Chào Ngọc Lan. Dạ. Chào Quỳnh Linh. À, chào chị. Tôi là cô của Quỳnh Mai. Chị nhận xét như thế nào về nhà trai ạ? Thấy thì cũng hiền lành á, giới thiệu bản thân thấy cũng khá tốt á. Mà để do cô gái kia chọn. Thôi được rồi, giờ mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Bây giờ là việc của em đó. Anh tặng em đó qua. Dạ, rồi em cảm ơn anh. Gì rung vậy? Ai biết, sao tự nhiên em rung quá. Rồi em hỏi lại anh đi, anh không biết gì hết. Tiến tới nhận quà kìa. À, dạ, cái này thì em không biết anh có thích hay không. Nhưng mà cái này là cái viết để cho kiếm được thật là nhiều tiền. Dạ, cảm ơn em. Còn cái này là em có một chút tấm lòng. Là cái này là rau câu tự làm. Thành ra là em mời anh với mọi chú với Ngọc Lan luôn ạ. Rồi hai người trò chuyện với nhau thế nào? Em thấy anh sao? Anh thì ít nói, anh ít biết nói chuyện lắm. Anh có sao nói vậy à? Dạ. Tại anh là người miền Tây. Sẽ nhìn qua vậy. Em hỏi anh đi. Em cũng người miền Tây á. Em ở đâu? Dạ em ở Trà Vinh. Anh ở An Giang, Châu Đốc. Dạ. Cái này thì em cũng hỏi anh trước luôn. Nếu mà mình đến với nhau á, cái chuyện mà làm dâu á thì em không ngại. Em là cái người gọi là của phụ nữ của gia đình. Em chăm sóc gia đình rất là tốt. Và em cũng là cái người gọi là biết cân nhắc giữa hai bên. Thành ra cái chuyện mà làm dâu là em không ngại. Nhưng mà em ngại có một vấn đề là nếu mà để cho em, để em sinh con thêm nữa thì chắc chắn là em sẽ không sanh. Sao vậy? Cái vấn đề là chuyện gia đình của em á, để cho con em nó bị thiếu tình thương á, là lỗi của em. Tại vì em là cái người quyết định để tạm dừng cái cuộc hôn nhân đó. Thì con em nó cũng đã bị thiếu tình thương một phần nào rồi. Em là phụ nữ mà. Rồi thí dụ nhiều khi em có một cái gia đình mới, em có con nữa, em biết bản thân em cái nhược điểm, bản thân em là rất chú trọng về gia đình. Đâm ra là em sẽ tập trung vô cái gia đình đó thì em sẽ bị sao lãng đi cái vấn đề của hai đứa con em. Đâm ra là em không có muốn. Còn riêng anh thì khác, ví dụ như anh muốn lấy vợ, sanh cho anh một đứa con, anh thích gái lắm. Còn nếu mà anh lấy em rồi, con em cũng như là con anh, thương đồng đều nhau hết. Dù sau này có sanh con ra cũng thương đều hết. Nếu không thương nó sau này anh già đi nó quýnh anh sao? Mình thương nó thì sau này mình già nó mới thương lại mình. Anh em quan niệm không có già mà ghét nít. Em bảo vệ hết.
Vì không có lý do gì mà mình không sanh đúng không? Đúng. Ước mơ anh á là thiếu con gái. Rồi thí dụ như mà đẻ đứa con trai rồi con trai cũng được, miễn là con đứa nào cũng cưng hết, mà những con gái anh mừng hơn. Là vậy, anh có trách nhiệm hết, anh không phân biệt mà con em con anh không thích. Thôi giờ chị không đẻ nữa thì con gái chị mỗi lần gọi anh về thì anh về đi. Nhưng em thích người con của em ra nữa không? Tại vì em có đứa con gái em mắc em buồn, em muốn tìm một người phụ nữ sanh cho em một đứa con. Đó. Em cũng hiểu được cái nỗi đau của anh. Thành ra là anh muốn hiện tại là gặp một cô để cùng với anh, để những cái gì mà anh mong muốn. Còn đối với em rất thẳng. Thành ra là cái quan điểm của em á, giống như là em cảm thấy có lỗi với con em. Thành ra là em không có nghĩ về vấn đề đó. Có đâu có lỗi em. Phải, tại vì cái quan điểm cá nhân của mỗi người. Nhiều khi cái lúc ban đầu á, mình chưa có tìm hiểu nhau, mình sẽ không có đi được tới cái điểm chung. Nếu mà mình có duyên á thì để mình kết nối với nhau, thì cái đó về anh em mình ngồi lại bàn tính lại. Bây giờ thì anh nghĩ rằng là mình cũng lớn tuổi rồi đó, mình đưa ra một tính toán đi. Thí dụ như chừng nào mình có thể kết hôn nếu chúng ta có duyên nào với nhau? Thì nếu em nghĩ chừng nào mà mình kết hôn? Con em bây giờ cũng lớn rồi thì cũng ổn định rồi. Đối với em thì cái vấn đề kết hôn thì lúc nào em cũng sẵn sàng. Còn anh thì mẹ anh hối sợ anh ban đêm hôm ngủ mình, rồi thấy mấy ông anh bị tai biến không ai lo. Thì mẹ em lớn tuổi, ai cũng có gia đình. Nên kia em cứ vợ Hoàng nó chờ lấy vợ lấy đâu. Không phải muốn lấy đâu. Bây giờ Hoàng bước tới nắm tay bạn gái như nào? Xấu rung quá. Nắm hai tay nhìn thẳng mắt bạn gái nào. Mình hát bài gì đó. Em thì quê miền Tây, anh thứ ba. Dạ. Nên em tặng em nửa bài anh ba kia. Thì đó anh rung đó. Tên của anh biệt danh anh ba kia, sống nơi ruộng đồng quê hương có dòng sông. Miền Tây dùng đất phù sa, quanh năm mưa nắng giang nắng bên dãy sâu. Anh đi thụng như thôi. Hát được mà. Dạ, dạ. Rồi, bây giờ thôi, mình về vị trí ngồi đi nào. Mình cũng đủ hiểu quyết định của mình như thế nào ha. Để ta về nút bấm đi. Nếu ta cảm giác rằng đây chính là người sẽ đồng hành với chúng ta trong cuộc sống này thì nên cho cơ hội bấm. Còn nếu không, không cần bấm. Nhường nút bấm cho người khác. Bấm là phải có trách nhiệm với nút bấm nha. Đừng bấm vì bất kỳ điều gì hết các bạn. Đừng gây tổn thương nhau nữa. Cuộc sống này chúng ta tổn thương nhiều lần lắm rồi. Đừng để tổn thương một lần nữa. Sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Em băn khoăn điều gì? Thì mới đầu thì em cũng muốn, tại vì thấy anh rất là thật tình và vui vẻ. Nhưng mà khi mà nghe chú Quỳnh Linh nói thì giống như mình phải có trách nhiệm với bản thân của mình. Cái em thì hiện tại em đã mở lòng rồi để mình cho bản thân mình cơ hội, nhưng mà cái quan điểm của anh á có vấn đề là con cái, nhưng mà em cảm thấy là em không có thể để làm cái chuyện đó cho anh được. Tại vì sau cái đổ vỡ em cảm thấy là em rất là có lỗi với con của em. Em chỉ muốn là toàn tâm toàn lực để cố gắng bù đắp cho con của em thôi đó. Còn thí dụ như em cần là một người đàn ông cùng chia sẻ để mình cùng với nhau đi cái khoảng đường của sau này. Khi mà em bước chân em thôi á, là em quyết định là em sẽ toàn tâm toàn ý để em bù đắp cho con của em. Đâm ra là chỉ cần 3 năm thôi là em gắng cố gắng để em đưa con em lên ở với em. Tại vì trong cái khoảng thời gian đó cũng là cả một vấn đề với em luôn. Chị rất là chia sẻ với em về cái suy nghĩ này. Dạ. Nhưng người phụ nữ lúc nào cũng vậy thôi quý vị. Khi mà bước ra khỏi một cuộc hôn nhân thì trách nhiệm với con nó rất là lớn. Phụ nữ đổ vỡ hôn nhân và nuôi con như chúng tôi thì có lẽ là hai anh khó có mà hiểu được lý do tại sao mà cô gái này lại quyết liệt với cái suy nghĩ đó của mình. Thôi, mọi người có suy nghĩ, chúng ta cứ làm bạn với nhau đi. Qua ăn cua, mua cua rồi mượn cua. Không cho mượn ạ, người ta nuôi con ạ. Không, em mua đàng hoàng mà. Mua đàng hoàng. Gấp đôi. Ủa, gấp đôi là anh kể ta. Anh chơi gấp đôi. Ta mượn cua, ta mua cua, nhưng ta mượn cua. Nhưng mà nếu đánh nhau duyên nợ thì mình là bạn bè bình thường. Ta thiếu cua rồi từ từ ta cua, chuyện nó tính sao? Đúng không? Không sao anh, không sao anh. Chúng tôi rất tiếc là hai bạn không bấm nút, nhưng mà thôi mỗi người sẽ có một quan điểm riêng. Hy vọng là mỗi người sẽ tìm được một nửa mảnh ghép của mình trong cuộc sống này nha. Chúc các bạn luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đây là những phần quà dành cho các bạn. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi đến bạn phần quà đến từ công ty mắm Trí Hải.
Mắm Trí Hải là công ty chuyên sản xuất các loại mắm ruốc, mắm tôm, mắm nêm, nước mắm và hải sản khô ăn liền. Mắm Trí Hải, sản phẩm chính hiệu đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nay đã có tem chống hàng giả. Mắm Trí Hải, chia sẻ bữa ăn cùng gia đình bạn. Chương trình dành tặng đến hai bạn phần quà từ thương hiệu nước Ion Kiềm cao cấp Ion Life. Ion Life là sự kết hợp từ món quà quý mà thiên nhiên ban tặng và công nghệ điện phân nước tiên tiến từ Nhật Bản, hình thành nên tinh hoa nước có tính kiềm tự nhiên như rau xanh, giúp dung hòa axit dư thừa trong cơ thể. Ion Life, khỏe ruột, mát da, món quà cho sức khỏe. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Speak Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Chúc hai bạn tất cả mọi điều tốt đẹp nhất nha. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Ngủ hơi nhẹ một tí. Nháy một tí, tí là cỡ nào? Âm lượng ra sao làm thử cho nghe coi. Họ. Hả? Họ. Sao em biết em nháy, ai nói cho em nghe? Em trai của em đi âm lại. Đi âm lại? Dạ. Thì nghe em có được mình không? Cái hồn. Cái hồn không? Dạ. Và em nghĩ người nằm ngủ bên cạnh em ta ngủ được không? Nếu cái đó thì mình sẽ bỏ được. Bỏ được, ngủ ngay sao bỏ được. Ngày hôm nay thì bạn trai của Tường đang ngồi đây rồi, còn bạn gái của Tường như thế nào? Tường sẽ ra ngoài và đưa bạn gái vào ngay quý vị nha. Rồi mời em. Mời hai bạn mở mặt nạ ra nè. Hai bạn đã vào vị trí của mình rồi, bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu thật to rõ để đối phương có thể nghe được những thông tin của mình nha. Mời em trai. Dạ vâng, em là Bùi Văn Tiến, năm nay em 31 tuổi, quê gốc em là Nam Định và em làm ở Bình Dương, ở với mẹ Bình Dương và em làm ở dưới quận Tân Bình. Thì giờ đang làm gì ở Tân Bình? Dạ làm tổng đại viên. Tổng đại viên? Dạ. Tổng đại viên là làm gì cụ thể? Là trực bên tổng đài bên Viettel chị. À, để ai gọi ra gọi vô tư vấn luôn này, khi hỏi gì đó phải không? Giải dạ, đáp đó phải không? Dạ đúng rồi chị. Ủa vậy là mẹ bây giờ vẫn ở dưới Bình Dương? Dạ đúng rồi. Vậy là em ở trên này một mình? Dạ vâng, em ở với chị gái. Ở với chị gái? Chị họ. Rồi vậy có hay thường xuyên về thăm mẹ không? Dạ thì một tháng về lần hoặc khi nào mà thời gian off á, mình có thể về liên tục. Rồi mời em gái. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào chương trình Hẹn Ăn Trưa. Em là Hoài Thương, em 29 tuổi, em đến từ Bình Dương. Ở Bình Dương luôn, dạ. Hiện tại em đang làm công việc gì? Dạ hiện tại em làm nhân viên phòng nhân sự, cũng ở Bình Dương luôn. Xin hỏi em ở Bình Dương, em ở huyện nào? Dạ em ở Bến Cát à. Em ở gần cái khu Đại Nam không? Dạ gần ạ. Rồi thôi, dù sao cũng là ở Bình Dương rồi, cũng tiện rồi. Nhưng mà hiện giờ là đang, vậy là bây giờ phải về thăm mẹ thường xuyên hơn. Rồi nếu mà yêu xa thì em ngại không? Em cũng không ngại lắm vậy. Giờ dạ. Cũng có công nghệ, cũng hỗ trợ ha. Dạ. Quan trọng là mình yêu thương, quan tâm đến nhau thôi. Dạ. Rồi, thế điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em á là em cũng biết nấu ăn chút chút. Em biết lắng nghe. Còn điểm yếu của em á là nhiều lúc em thẳng thắn quá. Nói chung là em nghĩ là em nói cũng mất lòng người khác. Dạ, đúng không? Dạ. Rồi, còn em, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì tí? Điểm mạnh của em á thì lắng nghe. Tại vì em là một nhân viên chăm sóc khách hàng á, là luôn luôn lắng nghe của khách hàng. Mình có thể là người đàn ông á thì mình là luôn nhường nhịn đối phương của mình và mình hiểu tâm tư của đối phương thôi. Nghe là một chuyện mà hiểu là một chuyện khác. Dạ, còn có nghĩa là mình sẽ quan tâm và hiểu và lắng nghe bạn nói nhường nhịn mọi ngày. Mà nghề này cũng ngọt ngào, cũng phải nhẫn nại lắm đúng không? Dạ vâng. À, cũng được. Vậy khuyết điểm? Khuyết điểm của em á thì em hơi quên một xíu xíu thôi. Em làm trong nghề em là bao nhiêu năm rồi? Được 2 năm rưỡi rồi. Trước khi làm ở đó em làm gì? Trước đó thì em cũng ra mở cái tiệm mua bán giày á, nhưng mà là không có thành công. Rồi bây giờ mình định làm nghề này bao lâu, mình thấy ổn chưa, hay là mình còn vọng động, mình còn thay đổi nữa, hay là mình thấy ổn định rồi? Cái này, cái nghề này cũng được chị, ổn định. Nay em làm giờ hành chánh hay làm như thế nào, giờ giấc như thế nào? Dạ em xe ca. Vẫn có thời gian để rảnh rỗi, để có những cái việc riêng ha, cá nhân là vẫn có. Hẹn hò với bạn gái vẫn có đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi đồng ý.
Ủa từ thành phố bây giờ đi về nhà em như vậy hoặc là về chỗ nhà bạn gái là mất bao lâu? Khoảng đi tầm nửa tiếng. Cái gì từ Sài Gòn xuống Bến Cát mà nửa tiếng? Không, đi đường vòng á, đi đường trên đây nè. Tào lao, đi có hơn 1 tiếng đồng hồ, gần 2 tiếng đồng hồ. Không, đi về nhà em là 1 tiếng rưỡi rồi. Đi ra Bến Cát gần mà. Qua Đại Nam á, đi qua khúc bên kia kìa. Khúc đường á. Ồ, rồi vậy hy vọng là các bạn sẽ có nhiều thời gian để dành cho nhau ha. À, tình trường thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua một mối tình, tụi em chia tay cách đây cũng một năm. Một năm, mình quen nhau được bao lâu cơ? Dạ em quen khoảng 2 năm. Lý do tại sao chia tay? Em quen bạn đó là người nước ngoài á chị. Rồi nhưng mà tới cái thời điểm nào đó thì mình nhận thấy được là nếu mà quen tiến tới thì sẽ khó hai bên. Một là ảnh ở bên này với em, hai là em phải thương bên đó sẽ khó. Dạ. Rồi vậy là chia tay luôn, không có cách giải quyết. Ảnh cũng chịu theo em mà em cũng chưa chịu theo ảnh. Dạ. Vậy là tình yêu cũng chưa đủ lớn. Rồi chia tay mối tình nó buồn không? Bây giờ còn qua lại không? Dạ không chị. Ảnh còn ở đây không? Ảnh về nước luôn rồi. Dạ, ảnh về nước rồi chị. Rồi từ đó đến nay là chưa tìm thêm được mối tình nào hả em? Dạ không. Còn em, tình trường sao? Em cũng chuyện chạy qua một mối tình. Được bao lâu? Chia tay 30 tháng 4 mới đây thôi. Thì tại vì em cũng xác định bạn gái đó là em muốn tiến tới luôn á. Vậy sao chia tay? Tại vì cái đợt mà 30 tháng 4 làm cái Sài Gòn bị dịch á, thì em cũng đã tính ra ngoài Vũng Tàu em cầu hôn bạn gái đó. Xong cái 29 tháng 4 thì em có cầu hôn ngoài công viên á. Thì bạn kêu là để thời gian suy nghĩ, thì em cũng bảo em cũng chấp nhận thôi. Thì sự thật này em không ép. Thì nếu mà có họp thì bạn nó sẽ tiến tới với em. Thì bạn ấy được suy nghĩ khoảng là vừa cầu hôn xong thì sang ngày 30 tháng 4 luôn á, là bạn về bạn kêu không hợp. Một tháng sau bạn cũng nghỉ mới. Vậy trong quen một năm đó mình đã tìm hiểu nhau như thế nào? Em thấy phù hợp không mà em quyết định tiến tới hôn nhân, hay là tại vì em muốn lấy vợ cho nên là không? Em thực sự thì em thì trước khi yêu thì em sẽ xác nhận, mình sẽ là xác định trước một điều là thì mình có yêu, có thích người đó thì mình mới tiến tới thôi. Và khi mà mình yêu thì mình sẽ trước tiên là mình nhường nhịn bạn ấy. Thì trong mối tình nào cũng vậy á, người đàn ông cũng phải đều phải nhường nhịn người phụ nữ. Nhưng mà cái câu chuyện này nó cũng còn mới quá, giờ em đã thật sự quên được chưa? Dạ rồi, em quên rồi, có 4 tháng rồi đó. Thực 4 sự tháng thì, dạ đúng rồi, tại vì trong tâm niệm của em á thì thực sự là bạn gái đó đã dành tình cảm cho em thì bạn sẽ không bao giờ buông. Nếu mà bạn chưa đủ lớn, bạn không thích em á thì thực sự thì không thể nào ép được. Bạn không thể, chưa có tình yêu, chưa có lớn cho em á thì em cũng không thể ép được. Coi như là mình quên chuyện đó rồi ha. Dạ, thôi bỏ qua chuyện cũ, bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai, người chồng tương lai mình là người như thế nào? Dạ em muốn tìm mẫu bạn trai là có chí cầu tiến, biết lắng nghe, chia sẻ, biết thông cảm, là biết quan tâm. Về ngoại hình? Cao hơn em là 1m67 trở lên. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Dạ em không thích bạn trai hút thuốc, bạn trai là có hình xăm. Có không em? Không chị. Có hút thuốc không? Không. Có hình xăm không? Không. Em tứ đầu tường là không có. Tứ đầu tường không có, trời nhìn vậy mà ngon làm miếng vậy đó hả? Dạ. Hơi bất ngờ ấy nha. Cao 1m mấy? 78. Cao 1m78, được chưa? Rồi, thế em muốn tìm một mẫu người bạn gái, người vợ tương lai như thế nào? Đối với em á thì bạn gái mẫu và vừa truyền thống vừa hiện đại. Hiện đại là mình trong ra ngoài xã hội thì sẽ theo nhịp sống hiện đại. Thì về gia đình á, mình sẽ là về cái mẫu truyền thống. Thì mình có thể là một người phụ nữ rất là luôn vun đắp cho gia đình. Có cái tiêu chuẩn về ngoại hình như thế nào không? Em sao cũng được thôi mà. Sao cũng được, sao được. Mình phải có lựa chọn theo gu của mình chứ. Thì nhưng nói chung là biết lo cho gia đình thì không cần đòi hỏi gì nhiều. Bản thân mình có tật xấu gì không? Em á, tật xấu thì nó ngủ hơi bị ngáy một tí. Ngáy một tí, tí là cỡ nào? Âm lượng ra sao làm thử cái nghe coi. Hò hò. Hả? Hò. Sao em biết em ngáy? Ai nói cho em nghe? Em trai của em ghi âm lại. Ghi âm lại? Dạ. Mình nghe một cái việc mình không? Cái hồn này. Cái hồn hả? Dạ. Và em nghĩ người nằm ngủ bên cạnh em ta ngủ được không? Nếu cái nói thì mình sẽ bỏ được. Bỏ được, ngủ ngáy sao bỏ được? Nói đùa thôi, nhưng mà quen á, thương rồi thì nghe tiếng ngáy đó cũng thương. Nhưng mà nhiều khi á, mình ráng ngủ trước chồng đi. Cứ để chồng ngủ trước mình khỏi ngủ luôn. Còn nhiều khi tắt nó cứ bóp cái nó nín à. Cái đó mình ráng mình ngủ, cái nó ngáy nữa mình tắt cái. Giỡn thôi, nhưng mà cái đó mình đâu có được cũng được. Nó được, ngáy nhẹ nhàng ha, ngáy thô bạo lắm mà. Em không biết nó, nhưng mà thấy chị âm hay là... Ghê lắm hả? Dạ. Có điện thoại với âm nó theo đây không? Dạ. Rồi nói đùa thôi, bây giờ đâu gì coi hình ảnh của em nha. Đây trong này có một chàng trai đó đó, em lựa thử coi. Hãy nói cao 1m78, lựa đi. Trong bốn cô gái đó có một cô
anh có gợi ý cho em. Cao nhất trong đó hả? Em có gợi ý gì cho người ta không? Người nào mà vừa nhỏ vừa dễ thương vậy. Ủa, của em rồi. Trời ơi. Tại sao chọn anh đó? Trong ba còn lại tại sao chọn anh đó? Em thấy anh cũng cao, cũng gầy. Nếu là cái mặt anh đó thì em chịu không? Trong phần với ngoài thì em coi mặt ở ngoài không biết. Trời ơi, cũng kỹ lưỡng quá. Rồi đó, hôm nay tại sao chọn cô đó? Trẻ biết đẹp biết chậm. Không phải là trẻ mà là mình nhí nhảnh nhá. Nhí nhảnh, rồi, để xem. Rồi, ok. Bây giờ xin mời hai bạn nhìn về phía trái tim để xem cảm nhận của mình ngày hôm nay có đúng hay không nha. 1, 2, 3. Anh chào em. Tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Cảm nhận đầu tiên khi mở cửa trái tim ra như thế nào? Thì cũng bất ngờ. Ngờ sao? Đúng người mình chọn mà. Đúng rồi mà. Vậy sao bất ngờ? Thì là xinh hơn nữ trong hình. Ồ, còn em sao? Em cũng bất ngờ là em chọn đúng. À, rồi sao so với trong nãy hỏi cái câu kia đó, anh đó em chịu không? Em nó phải nhìn ở ngoài mới biết, bây giờ nhìn ở ngoài thấy sao? Dạ, cũng được. Cũng được. À, bây giờ nè, bạn nam ta có quà nè, bạn nữ mình cũng chuẩn bị quà, mình phải có quà tặng. Bây giờ mình hát tặng một bài, tặng bạn trai được không? À, em không biết hát, em nói một câu mà tiếng Hoa tặng bạn được. Rồi, mời em. Dẫn phân hở ai chỉnh, xưa lào cu hoa, dù mẹ dù dẫn phân tơ rỉnh, di sân vô nữ xe men. Dù diễn phân tơ rẫn, phân thai, dè huy, chủng phận. Ý nghĩa là như thế nào? Ý nghĩa là tình yêu và duyên phận là một cái câu nói cũ rồi. Nếu mà không có người mà không có duyên á, thì một đời cũng không có gặp được nhau. Mà người có duyên á, thì có chia ly thì cũng có ngày trùng phùng. Hay, câu nói rất là ý nghĩa. Ok, đây chỉ mới là sự khởi đầu. Bây giờ các Tường sẽ dành cho hai bạn một ít thời gian. Trước tiên là để trò chuyện với nhau trước. Có cái gì khó chị Tường mới vô giúp sức nha. Hãy thưởng thức một bữa ăn thật ngon, thư giãn đi tại nhà hàng Indochine và chúng ta sẽ trò chuyện cùng nhau. Mời thức ăn. Chị Tường xin mời hai bạn thưởng thức một món ăn rất bổ dưỡng, rất hấp dẫn của nhà hàng. Đây là món gà ác với dừa nha. Nhưng mà nhớ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Ít phút chị Tường sẽ quay lại. Mời hai em ngon miệng. Ăn đi cưng, ăn thoải mái nha. Anh mời em ăn. Dạ mời. Công việc em làm ở nhà, ở gần nhà có gần công ty không? Dạ, nhà em cách công ty khoảng 8 cây số. Dạ. Tức là vậy là em đi về thường xuyên hay là em ở lại? Dạ không, em đi về về. Em cũng làm giờ hành chính thôi. Dạ. Thì anh công việc quan nhất là làm xây ca thôi. Là sẽ có ca 1, ca 2 á. Làm việc từ 6:30 đến 2:30. Dạ. Hoặc là làm việc từ 2:30 đến 10:30. Là công việc làm tổng đài viên thôi. Dạ. Thì cái mẫu người bạn trai em á, thì muốn chọn là như thế nào? Hình tượng á, là đặt ra cái tiêu chí á, của người bạn trai á. Em cũng không có đặt cái tiêu chí quá cao, thì miễn là bạn đó là có chí cầu tiến, biết quan tâm chăm sóc gia đình là được. Nhưng mà khi mà cái quan điểm của em á, thì khi mà yêu á, thì có cái sự cái chung thủy hay không, hay là quen hay bao nhiêu? Dạ không, em là tuyệt đối phải chung thủy. Dạ. Cũng nói cái chuyện cũ của anh á, thì cái bạn gái trước đó thì cũng là quen hai người á, thì sau anh cũng muốn tiến tới rồi. Mà chuyện cũ qua thì mình bỏ qua đi. Anh là làm ở đây luôn, anh có hay về Bình Dương? Anh có một tháng anh về khoảng là 2 đến 3 lần. Rồi ạ. Một khi mà ngoài việc hành chính á, em có làm gì nữa không? Ở nhà á? Dạ không, em chỉ ở nhà thôi. Hoặc lâu lâu tỉnh thoảng thì đi gặp bạn bè vậy. Ồ. Thì cái sở thích của em á, có thích đi xem phim không? Hay là mình đi du lịch hay đi phượt á? Dạ, em thích xem phim du lịch. Ồ, dạ. Cái phượt á, hay là đi phượt, đi Đà Lạt á, mình là có thể là đi trong một ngày. Nó đi vào nhóm bạn đó, phải có thích đi như vậy không? Dạ. Thì cũng anh cũng giống như em, thì cũng sở thích như vậy. Mời em. Dạ. Anh có dự định là mình sẽ về Bình Dương mình làm việc không? Tại vì anh làm công việc này á, thì anh có làm fanpage của anh làm YouTuber đó. Thì anh có kênh riêng á, nhưng mà anh mới làm được 3 tháng thôi. Vậy là dự định của anh là sẽ phát triển ở thành phố? Đúng rồi, nhưng mà nhà ở Bình Dương mà. Tại đây là công việc thôi. Ở nhà thì nhà có nhà ở Bình Dương. Dạ, là nhà nói chung với ba mẹ hả? Ờ, đúng rồi, ở nhà với ba mẹ.
quen nhau á, mình có tiến tới á, thì ý định của mình có thể em có thể làm dâu không? Dạ em không có ngại chuyện làm dâu. Dạ. Em xin lên một lần nhỉ? Dạ em lên với mấy đứa em. Dạ. Thì hôm nay anh cái bạn của anh cũng bạn về từ chiều á, thì không đi được. Khi mà em mới quen đó thì em có thể là xác định khi nào mình có thể tiến tới lâu dài và tiến tới hôn nhân á. Thì giờ cái đó tùy vào cái mức độ tình cảm của mình thôi. Dạ. Chưa rồi gà ác bổ lắm luôn, khỏe lắm luôn á. Ăn chưa nè? Nãy giờ chị vẫn đang quan ngại cái vấn đề là hẹn hò đó. Dạ. Rồi mình đã sắp xếp được với nhau cái gì chưa? Mà đồng ý thì em có thể là thời gian rảnh nữa mà rảnh chủ nhật á, hoặc là những buổi tối em có thể rảnh em mới chạy qua được. Mình có chia sẻ về quan điểm về tình yêu hôn nhân gia đình chưa? Ví dụ như giờ lấy nhau thì muốn sinh mấy đứa con, kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý, mình trao đổi những điều đó với nhau chưa? Dạ em nghĩ là người phụ nữ quản lý tài chính sẽ tốt hơn. Dạ. Em thì nghĩ như thế nào? Em thì là phụ nữ là còn kiếm tiền tiền bạc á thì sẽ giữ thôi, tại vì khi con trai á thì mình có thể là mình mua sắm thì nó không có vượt nữa, mà không suy nghĩ đến cái khi mà cái trong cái số tiền trong thẻ mình có. Vậy đó giờ em có dành dụm được không hay là có nhiều xài hết nhiều? Thì có. Có là có xả láng hay có dành dụm? Có dành dụm. À có dành dụm, vậy thì cũng là một người giữ tiền kỹ, cũng là quản lý được tài chính của mình đúng không? Dạ. Vậy thì những người đó thường người ta không muốn chia cho vợ giữ đâu, người ta nói thôi anh giữ được để anh giữ. Thì còn cái đây thực sự thì khi mà về mình có là về một nhà thực sự là cho người phụ nữ và người bạn đời của mình sẽ giữ cái tiền nông. Thật ra thì chị quan điểm nó cũng đơn giản thôi. Yeah. Bây giờ tài khoản hay két sắt thì hai chồng xài chung mà. Ai quản lý được mình chính thì mình cứ quản lý. Còn ai muốn làm gì phải bàn bạc, quan trọng là tôn trọng, quan trọng là mình tôn trọng nhau, bàn bạc với nhau. Ờ bây giờ anh muốn mua cái xe cái cổ, muốn đầu tư cái này cái kia, em muốn mở cái này cái nọ, mình bàn bạc với nhau hết. Chứ còn ai giữ nó cũng không thật sự là quá quan trọng, đúng không? Rồi, ok, bây giờ hôm nay em đi với ai? Dạ bạn em á, buổi chiều nay á bạn về có tôi trời mưa đó, bạn không đi được, không một mình em thôi. Không mình em thôi. Dạ. Em đi với ai? Dạ em đi với em họ. Rồi mời em họ của bên gái nhà gái vô nha. Alo chào ba em, rồi bạn nào mới là em họ? Dạ cả ba luôn. Cả ba luôn. Rồi là mình là chị em sao? Dạ em của cô dì chú bác thôi. Dạ. Thì chú bác là ở đây bốn người, không có ai anh em ruột hết, không ai anh ruột hết không? Dạ đúng rồi. Thừa hết phải không? Nói đùa thôi chứ có thân với nhau không? Có anh chị em mà có gặp nhau thường xuyên không? Dạ có. Em tên gì? Dạ em tên Sương. Sương, Sương là hiểu gì tính nết của chị mình không? Cũng hiểu sơ sơ. Hiểu sơ sơ. Em tên Hưng, em là em họ của chị Hương ha. Thì chị Hương thì tính tình của chị thì chị cũng hiền, dễ thương, hòa đồng. Nhưng mà có cái gì tiêu chuẩn của chị hay cao quá trên hiện tại. Cao là sao? Ví dụ cái cao của chị sao mà nói chị nghe. Dạ, tại vì đa số hiện tại thì em cũng chưa thấy chị dắt mình cái gì nhẹ. Ồ. Dạ, cho nên em nghĩ là... Đoán là chị dạ, cao. Dạ, đúng rồi. Chứ nhiều khi chị ấy đó. Phải dạ. Cao đâu. Khi mà tới chương trình này em cũng muốn chị tìm được người bạn trai, anh trai lý tưởng cho mình. Có thể tiến tới hôn nhân. Tại vì nay chị cũng sắp 30 rồi. Giờ mình xã giao với anh trai bên này cái đi. Dạ, chào anh ạ. Chào mừng. Anh rụt rè vậy mình làm anh đó. Rồi thấy anh trai như thế nào, nhận xét dạ. Thoải mái cho chị tham vấn nha. Bên ngoài thì em thấy anh cũng cao ráo đẹp trai. Ổn. Dạ, ổn. Rồi em thấy thì cái khoảng cách hiện tại nó cũng hơi xa. Nhưng mà nếu như bình thường một như nãy anh nói thì một tháng anh về tầm cỡ 2-3 lần, thì nếu như anh quen chị em thì anh có thể thường xuyên về hơn không? Dạ. Tại vì công việc chị em thấy một tuần chỉ ảnh có bữa chủ nhật thôi. Cái đó thì thực sự thì em có thể sắp xếp được thời gian mà. Nghĩa là buổi chiều buổi tối á thì chị của em rảnh á thì em có thể về đến chơi thôi. Thì không biết thật ra nhiều khi ở thành phố Hồ Chí Minh chứ nhiều khi cả tuần mới gặp nhau được lần. Chứ ai cũng bận công việc chứ còn trẻ dạ. Mà lo sự nghiệp nữa, lo tiền tài nữa. Tuần gặp nhau bữa chủ nhật là cũng ổn rồi. Còn ví dụ lâu lâu có cái sự cố gì đặc biệt nhớ nhung bất chợt thì mình phải đến chứ. Dạ. Đúng không em? Dạ. Vu Lan chất nữ năm gặp nhau một lần, còn mình tuần gặp nhau một lần được rồi. Rồi bất muốn nhanh nữa lẹ lẹ rồi cưới luôn rồi để cho ở chung nhà thì đỡ phải công đi tới lui. Dạ. Ổn không em? Dạ ổn quá. Ổn ha. Rồi bây giờ cho chị mình lời khuyên coi nè. Rồi bây giờ sao nè? Bấm nút này không nè? Dạ em nghĩ là chị nên bấm nút để tìm hiểu anh kỹ hơn. Tại vì qua chương trình cũng chỉ biết sơ về anh thôi. Mình cần cái thời gian dài hơn để tìm hiểu. Anh thua là có rung động hay không? Có rung động thì nên cho nhau cơ hội.
Rồi, cảm ơn ba đứa em rất nhiều. Ý kiến ba cố vấn luôn, hy vọng hôm nay là sẽ có kết quả chính xác nha. Cảm ơn ba em rất nhiều. Rồi, về mình sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện của chị. Ý kiến không cũng chưa đủ, bây giờ cần có một cái sự va chạm hoặc là một sự thấu hiểu hơn nữa để chúng ta đưa ra quyết định mình chính xác hơn. Mời hai bạn bóc một lá thăm của chương trình, đọc lớn lên nhìn chị đi. Hãy tưởng tượng hai bạn đã là vợ chồng đang ở trong phòng riêng. Chồng hãy thoa kem dưỡng da tay, hầu yến vợ mình, hỏi thăm vợ hôm nay sao thấy vợ buồn vậy, về công việc hay gì khác. Làm được không? Dạ, cái qua đây. Vợ nha, cái này là vợ mình đó. Trời ơi, tiết kiệm quá vậy cha. Rồi. Hôm nay công việc của em á, đi làm có mệt không? Mệt. Ờ, thì em có áp lực gì không? Ừ, cũng áp lực. Ờ, thì anh cũng là muốn chia sẻ với em á, thì công việc của mình á, thì có những khó khăn nào á thì mình có thể chia sẻ với nhau được. Thì anh cũng muốn là cái chia sẻ cái bớt áp lực của em á, anh có thể chia sẻ được không? Thì massage kiểu gì vậy trời, vợ đó không phải người dưng đâu. 30 giây nữa tiếp tục trò chuyện. Em ở công ty á, em có khó khăn gì không? Ở công ty thì nhiều người ăn hiếp em, tại em thường thì cái này thì mình đứng mà hiện duyên. Trời ơi, nghe vợ bị ăn hiếp mà sao nó nhiễm dung vậy? Cái này thì do là công việc của em hay sao? Là công việc của mình, nhiều người ăn hiếp em á. Trong công việc thì mình cũng hiền quá nên là cả hai luôn. Nếu mà trong công việc mà mình có không phải là quá hiền thì người ta cũng không biết ăn hiếp mình đâu. Vợ hiền quá bị ăn hiếp, giờ sao đây kia, vợ sao đây? Thì mình phải cố gắng lên. Thì về công việc á, thì mình cũng phải phấn đấu lên. Trong công việc á, phải trong... công việc ở nhà, trong công ty và ở nhà nữa thì em cũng phải cố gắng lên. Dạ. Để cho anh kiếm người chồng vợ gì đâu mà vợ. Trời ơi, con vợ ở nhà đi làm về mà bữa nào cũng ủ buồn mà. Cứ nghe có công ty có người ăn hiếp là chồng rồi hỏi ai? Anh em, đưa lên anh coi. Anh nói chuyện với người ta. Chồng gì hiền quá vậy. Cái đó mình liên quan đến việc sự mà chị. Vậy hả? Dạ. Trời ơi. Thì kỳ 21 rồi mà. Cái tay ta mặt cái đỏ trơn cái tội kìa. Nãy giờ massage có cảm nhận được gì không em? Tay bạn gái hay sao? Rất là mệt, rất là mát, rất là mệt, rất là mát. Dạ. Có luồng điện nào truyền qua chạy qua chưa? Dạ là chắc là có rồi. Dạ. Sao em với cái bài ví dụ lúc nãy em cảm nhận như thế nào? Em cảm nhận là anh này cũng hiền. Anh hiền quá, cái cách xử lý hiền quá ha. Dạ. Nhưng mà em có thích người chồng mình hiền như vậy không? Em nghĩ là nên là không phải là quá hiền, đó là mình phải có mình là đàn ông là trụ cột phải bảo vệ. Dạ, ở vợ đó hiền rồi mình còn hiền luôn chứ. Ví dụ như em lúc đó mà giờ em mốt em với chồng mà về mà em chia sẻ với chồng em vậy thì em muốn chồng em nói gì hoặc là em muốn chồng em làm gì? Thì nhiều khi mình ăn hiếp thì chỉ cần chồng hỏi là ai rồi nói là sau này em nên để ý những người đó hơn. Đấy là giảm cho mình cái dạ chưa rút kinh nghiệm. Nói chung là người ta làm gì biết không? Đó, cho tới lúc nào không nhỏ nhẹ cũng quen rồi, cái nghề nghiệp nó tạo nên tính cách con người. Nhưng thật ra bây giờ đó cũng là tốt đó em. Ra ngoài đường bây giờ mình xã hội phức tạp, đôi lúc một sự nhịn chính sự lầm nó cũng tốt, rồi từ từ thủng thẳng lên mình giải quyết ha. Đó là những cái trải nghiệm đó. Cho các bạn có câu hỏi gì để chi nữa không? Mình hiểu nhau được nhiều hơn trong cái tính cách cũng như cách xử lý mọi chuyện. Đây câu hỏi dành cho em, đọc lớn lên đi nè. Khi bạn lấy chồng là quý tử, chuyện sống chung với mẹ chồng là một vấn đề khó khăn và bắt buộc, bạn xử lý như thế nào? Theo em á là ở chung với mẹ chồng cũng có nhiều cái vui chị, chứ ở riêng hai đứa thì nhiều khi cũng không vui lắm. Vợ chồng trẻ gây gỗ gì không có ai giảng hòa. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Nhiều khi chồng gặp vũ phu nữa, nó không có người lớn rồi bảo vệ mình cũng tin. Dạ. Chưa kể nếu giờ vợ chồng ôm nhau hạnh phúc đi chăng nữa thì cho hồi sinh con ra rồi nhiều khi bận cái chuyện gì không có gửi con được cho ông. Dạ. Đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn này suy nghĩ thoáng chịu nè. Nhưng mà hiện tại là em chỉ có mẹ thôi đúng không? Vâng. Ba là mất hả? Dạ vâng. Nhưng mà mẹ là cũng ở quê. Rồi mẹ là sống với chị. Không, là nhà em có nhà riêng. Ở bên Bình Dương á. Ừ. Nhà riêng có nhà riêng mà. Nhưng mà đâu mẹ sống với ai? Là ở một mình. Mẹ sống một mình. Nhà ở đông anh chị em không? Giờ thì có ba người nhưng mà hai người ngoài Bắc rồi. À, làm có việc. Mình em à? Dạ đúng rồi. Tại vì ở ngoài Bắc á thì một là làm bên giáo viên á, một với một bên là y sĩ. Dạ. Bây giờ em định là ví dụ như sau này mà mẹ lớn tuổi thì em về quê sống gần mẹ, chăm sóc mẹ, hay là rước mẹ lên Sài Gòn, hay là như thế nào? Em có cái định hướng gì xa xa trong tương lai chưa? Dạ thực sự thì
thì em cũng làm được ban đầu á, thì mình có thể là mua để tích có tiền mình sẽ mua nhà ở trong sẽ trên Sài Gòn. À, và em vẫn muốn là sống lập nghiệp ở thành phố luôn. Dạ, đúng rồi. Ở đó mẹ lên. Dạ, vâng. Ví dụ như mình làm dâu lên Sài Gòn sinh sống được không em? Dạ, em vẫn thích ở Bình Dương hơn. Lý do? Tại vì em thấy em chưa ở Sài Gòn nhưng mà em thấy em không có quen với cái sống nhộn nhịp. Thật ra là cái nhìn hiện tại, còn thật ra tùy duyên, mọi sự đều là tùy duyên. Giống như cái câu hồi nãy em chia sẻ với Hoa vậy đó. Biết đâu vào tình yêu rồi nó khó, nó nhiều thứ lắm. Mình cùng giải quyết rồi vì hy sinh, rồi vì lựa chọn cái nơi nào mình cảm thấy thích hợp nhất. Nơi nào mà có cái người mình yêu thương thì mình sẽ chọn. Nếu như mình vừa tốt, phát triển được nghề nghiệp của em thì mình về vừa có nhà cửa, có mẹ, có vợ bên nhà, hai bên cũng ok. Còn biết đâu ở Sài Gòn nó tạo điều kiện cho bạn này phát triển kinh tế hơn. Yeah. Thì mình cũng vẫn có thể sống được, mình trẻ mà. Yeah. Bây giờ hết thời gian dành cho hai bạn. Bây giờ thường cho mỗi bạn 30 giây nữa trước khi đưa ra quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Mời hai bạn nhìn thẳng vào nhau qua khung cửa trái tim này. Hãy nói cho nhau nghe một cảm xúc thật nhất của mình hiện tại. Mình đang nghĩ điều gì, mình cảm nhận như thế nào về cuộc hẹn hò ngày hôm nay, hoặc là mình nhận xét về đối phương như thế nào. Mời em trai nói trước. Đến với chương trình này thì anh cũng là mong muốn em cho anh cơ hội để có thể là tiếp tục là tìm hiểu và làm quen em á, thì cũng muốn là tiến tới lâu dài. Đến được đây á, gần và gặp được anh thì cũng là một cái duyên. Nên là em nghĩ là mình cũng nên cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu với nhau. Thật ra các bạn nói đúng á, là một cái duyên. Tại vì bao nhiêu hồ sơ gửi về chương trình mà chương trình phải lựa chọn để tìm ra hai bạn. Có thể là cũng kết nối là chắc là hai bạn cùng khớp với nhau là ở Bình Dương đó. Cho nên chương trình mới ghép cho hai bạn để tạo cái sự điều kiện. Chứ bây giờ nhiều hồ sơ, nhiều con người lắm. Gặp nhau đây là cái duyên đúng. Nhưng mình hãy suy nghĩ thật kỹ. Trái tim mình rung động và đối tượng này có thể là một nửa mình đang tìm kiếm. Hãy nắm bắt cơ hội và cho nhau cơ hội. Rồi, mời hai bạn hãy đưa ra quyết định của mình cho cái cơ hội ngày hôm nay. Sau 3 tiếng đếm, chị Tường đồng ý nhân âm hẹn hò, bấm nút. Không đồng ý, có quyền lấy tay ra. Nhắc lại nha. 1 2 3 Hết thời gian. Sao bấm chậm vậy? Sao không ăn? Trời ơi, xin em cho anh cơ hội mà bấm nút chậm hơn người ta. Thiệt tình luôn, lần sau cơ hội vậy là không cho. Rồi, qua đứng bên đây đi cưng. Hai đứa bấm nút rồi, đứng về một phía. Đây là cái giây phút rất là quan trọng. Nếu như biết đâu sau này mà hai em đến được với nhau thì đây là những cái kỷ niệm rất là đẹp, rất là ngọt ngào của hai người nha. Thay mặt chương trình gửi tặng cho em một cái phần son để mình làm đẹp. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Đây là những cái vé xem phim. Nhân tiện bạn gái còn ở đây, cố gắng đưa bạn gái đi xem phim đi rồi anh về. Rồi hẹn hò một cái hẹn nào gần nhất đi về để tìm hiểu, rồi quen biết, rồi đến nhà thăm hỏi. Cố gắng nha. Mình xin người ta cơ hội, người ta cho thì phải nắm bắt nha. Chứ không phải xin ở đây lịch sự cho vui rồi một hồi ra mất tiêu là không được nha. Rồi nắm tay nhau đi hai em. Cảm ơn rất nhiều. Kính thưa quý vị, rất vui đúng không ạ? Nhìn họ thì rất là đẹp đôi và Tường hy vọng rằng là họ sẽ cố gắng chăm chút hơn cho cái mối tình của họ. Và một ngày đẹp trời, một ngày không xa, họ sẽ báo tin vui cho chương trình. Các Tường cũng xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình nha. Bây giờ thì hết thời lượng rồi quý vị, chúng ta tạm biệt. Hẹn gặp lại vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình, 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCD Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Trời ơi, cười tươi quá. Wow. Quá dữ, quá dữ. Sai. Hay quá. Vẫn chưa có gì nữa. Mời hai cô gái đến chương trình. Hai chàng trai nhìn thẳng vào ống kính. Xin mời em. Wow. Em bước cho khéo nhé. Wow. Đó, bên này cũng cười rất là tươi. Tươi không, tươi không? Cười hoài luôn, cười tươi. Bên đây cười tươi dữ lắm nha. Tường ơi. Em trai ngồi ghế màu xanh. Giới thiệu cho Tường nghe nè, em tên gì? Dạ, em xin được tự giới thiệu, em tên là Thủy Hoàng Dân. Em sinh năm 1991. Họ Thủy. Dạ. Ồ, lạ vậy ta. Dạ. Thủy Hoàng Dân. Dạ. Dạ. Em đang làm công việc gì? Hiện thì em đang là quản lý câu lạc bộ mang tên em và hiện đang kinh doanh mặt hàng hạt dinh dưỡng online ạ. À, quê mình là ở đâu Dân? Em quê ở là
thành phố Buôn Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ừ, rồi giờ mình đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh chứ hả? Dạ, em hiện đang làm công tác ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của dân là gì nè? Dạ, thì em có ưu điểm tính cách của em là thì mạnh mẽ, tự tin và học bác. Em là người luôn biết quan tâm và chăm sóc bạn gái. Ừ. Điểm yếu của em thì em thì hay quên lặt vặt, nhất là hay quên ví mình bóp khi đi làm. Mốt đi ăn bạn gái đừng quên bóp nha. Dạ, con nhớ điện thoại là được ạ. Quẹt thẻ. Quẹt thẻ. Quẹt thẻ trên điện thoại. Dạ. Rồi. Thì bây giờ đây là cô gái xinh đẹp, mặc áo đỏ ngồi chiếc ghế màu xanh. Giới thiệu về mình đi nè. Dạ, em chào anh Hữu Minh Đạt, em chào chị Cát Tường và tất cả mọi người đang xem chương trình. Em tên là Bích Trâm, hiện tại năm nay em 26 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai ạ. Và công việc hiện tại em là gì? Em đang làm quản lý của một cái store mỹ phẩm của một công ty xuất nhập khẩu. Quản lý rồi có hung dữ không? Tại vì thường thường quản lý người ta hung dữ lắm. Em bị cái là ở công việc em không có, ví dụ như em hơi khó chịu, em có thể không có cọc với mọi người ở chỗ cửa hàng đâu. Nhưng mà nếu có bạn trai thì em sẽ về em kiếm chuyện với bạn trai em. Ồ, áp lực vậy. Cho anh hỏi thăm cái trang sức em đeo là cái này là cái cục này cục gì? Dạ, cái này là đá phong thủy. Đá tại phong vì thủy. Để kiếm bồ. Bồ đeo đá phong thủy để kiếm bồ. Cái này là cái bùa kiếm bồ. Hàng gì em thấy nãy giờ nó hướng hướng vậy hoài. Bây giờ em nói điểm mạnh, điểm yếu em đi nè. Điểm bây yếu giờ là của có em bùa kiếm bồ nè. Điểm yếu thì giờ hỏi em không nhớ điểm yếu, nhưng mà điểm mạnh của em là ca hát. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt rồi, 2-trong-1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Hát liền đi Tứ. Làm câu nè, cho nó xôm lên nè. Một tràng hổ tay nè. Em sẽ tặng cho mọi người một đoạn nhỏ, một đoạn điệp khúc của ca khúc Tình Yêu Màu Nắng nha. Và em muốn biết nơi trái tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu nay, sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc ấy, hay là nỗi xót xa. Có hay rằng tình yêu em luôn bao la, rồi sẽ đến một ngày em chợt nhận ra tình ta như đóa hoa bởi khi nắng mai. Khi đôi môi lại rạng rỡ, tình ta chẳng phải nhòa. Oh yeah. Wow. Ủa ai búng tay mà hay quá vậy? Dạ, dạ em á. Dạ. Dạ em. Ừ, chứ chị biết chắc không phải Đạt rồi. Đạt đâu có bún giòn mà bún ngon mà bún hay vậy được. Cái điểm yếu của em là em bị nóng tính á. Em cục lắm. Nhưng mà ý là cục ở đây á, nghĩa là chỉ có ở nhà thôi. Còn đi ra ngoài đường, ví dụ nhiều khi muốn đánh người ta lắm, nhưng mà em về một là em đánh bồ em, hai là em đánh gối thôi. Sao nãy giờ cứ nghe bà xã đánh bồ không vậy trời? Không phải đâu, nhưng mà ví dụ như em có cọc như vậy, nhưng mà bù lại em có thể là đi ra đường em không có dịu dàng với ai, nhưng mà về nhiều khi em lại dịu dàng với bạn trai em thì sao? Dịu dàng với bạn trai em thì sao? Lúc nào cần dịu dàng thì dịu dàng. Rồi qua bạn anh đỏ luôn đi, qua bạn xanh luôn. Bạn nữ. Trời ơi, nụ cười thật là tươi tỏa nắng luôn, giới thiệu cho mình đi. Dạ, em tên là Tiên, năm nay em 25 tuổi, hiện công việc hiện tại của em là trợ lý giám đốc của một công ty xuất nhập khẩu của nước ngoài. Em sinh sống ở đâu? Dạ em hiện tại sinh sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Em ở đây em ở quận mấy? Dạ quận Nhất. Trời ơi, quận Nhất nhà giàu lắm. À, dạ cũng bình thường. Bình thường nha, mấy tầng? Dạ ba. Ba tầng ở ngay quận Nhất luôn, trời ơi. Ở dưới có thuê cho thuê mặt bằng không? Dạ có. Trời ơi, sao quá trời quá đất vậy trời. Trời ơi, quá xuất sắc. Hai cô gái tụi hôm nay quá ngon lành luôn. Thiệt tình. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Thúy Tiên? Dạ em thấy điểm mạnh của em là biết nhận sai. Biết nhận lỗi hả? Dạ. Còn điểm yếu của em thì chắc là không bao giờ thấy mình sai hết trơn. Trời ơi, biết nhận sai mà có thấy. Ủa, sai đâu mà sai mà nhận gì? Tôi bắt đầu tôi rối rồi đó. Còn cái điểm yếu của em là? Dạ là không bao giờ thấy mình sai. Điểm mạnh? Dạ là biết nhận sai. Điểm mạnh? Là biết nhận sai. Rối chưa, rối chưa? Dạ. Quá rối. Cuối cùng là ai sai? Dạ bạn trai. Bạn sai. Bạn trai sai. Ủa kiểu lanh bạn trai sai. Em có hay hung dữ không? À dạ thì cũng lâu lâu cũng hơi nóng tính một chút. Nóng tính thì em làm gì? Dạ
Em chỉ im lặng thôi chứ em cũng không đánh bạn chơi như người ta. Nhiều khi muốn đánh người ta lắm nhưng mà em về. Một là em đánh bộ em, hai là em đánh lưới thôi. Im lặng không đánh. Tự nhiên nói cô đó xung quanh nhìn em. Em có giận quá thì em có nhéo hay gì không? Hay có... Dạ không, tại vì em sợ hư mỏng quá anh. Em sợ hư mỏng quá anh. Trời thú vị quá à. Thú vị quá à, Tường ơi. Ủa người ta đẹp, người ta giỏi, người ta giàu, người ta có quyền chứ bộ, đúng không? Em lúc nào cũng đúng, chỉ có anh là sai thôi. Rồi bây giờ chào em trai ghế đỏ nè, em giới thiệu về mình đi, đừng có quýu nhau. Lời đầu tiên thì em xin chào trường quay, chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt. Thì em tên là Đỗ Minh Huy, hiện tại thì em 26 tuổi và đang là chuyên viên tư vấn bất động sản làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở đâu? Dạ em sinh ra và lớn lên ở tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Nói chuyện nghe rõ ràng ha, dân sale nó rõ ràng mạch lạc ghê ha. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em thì em cảm thấy em là người khá là dễ chịu, giữ bình tĩnh tốt, không có nóng tính. Hay à. Cũng không thích nhậu nhẹt, em chỉ thích đi tập gym hoặc và chơi bóng đá thôi. Chăm chơi thể thao. Ngoài ra mình có cái tật xấu gì không? Sao nghe hoàn hảo quá vậy? Dạ, nhân vô hợp toàn. Thì em thì cũng có nhiều điểm xấu lắm. Dạ, tật xấu của em thì có thể là chắc là tính là có thể là nhiều đôi lúc sẽ hơi càm ràm, nhiều lúc mà cái người mà mình quan tâm mà làm không đúng ý mình á thì sẽ hơi nhắc nhở và nhắc nhiều lần á, đôi khi làm cho người đối phương khó chịu. Còn những người mà mình không quan tâm thì mình kệ họ, cũng có thể gọi là đó là tính thờ ơ đi. Dạ, thật xấu nữa là đúng hẹn hơi không tốt, tại vì nhiều khi là hẹn bạn bè hoặc là bạn gái đi thì đi trễ, thường thường có khi 10 phút, khi 15 phút. Cái giấy dạ. Sao thì... hẹn bạn gái mà đi trễ rồi làm sao, rồi bạn gái tới đợi hả? Dạ đó là tật xấu của em đang cố gắng để em khắc phục. Cái điểm yếu này phải khắc phục ngay và dạ, luôn nha. Dạ. Trời ơi, tình trường sao đó giờ mấy mối tình rồi? Dạ trước giờ thì em trải qua được 2 mối tình. Mối tình đầu của em thì quen hồi sinh viên đại học, sau đó thì quen được 1.5 năm thì bạn đó chia tay với lý do là bạn đó muốn quay lại với người yêu cũ, và hiện tại thì bạn đó cũng kết hôn với người đó rồi. Trời, em không có gì là người ta chỉ muốn gọi là lạc lối một chút để coi coi cái tình cảm sao mà đến với em ta thấy thôi, thay ta về với người yêu cũ người ta hạnh phúc hơn. Dạ đúng. Rồi mối thứ hai. Dạ mối tình thứ hai thì sau đó khoảng hơn 1 năm quen một bạn là học chung trường cấp 3. Quen mối tình cũng kéo dài khoảng hơn được 1 năm luôn. Và bạn đó chia tay vì lý do là bạn đó đi du học bên nước ngoài. Và cảm thấy hai đứa không có tương lai nên bạn đó không muốn tiếp tục mối quan hệ. Dạ rồi đi luôn. Dạ vâng. Tới nay bao lâu rồi? Tới nay là khoảng hơn 2 năm rồi. Bạn có bị thất tình không? Yêu thì phải thất tình chứ anh. Thất không tình mà mặt bạn này lúc nào cũng vui, lúc nào cũng tươi hết á. Có khi nào em buồn không? Dạ có buồn, nhưng mà tại vì em buồn thì em ít khi nào mà thể hiện ra bên ngoài cho mọi người biết. Thì tình mà em có duyên mà vui quá thì anh không biết khi nào. Ôi trời. Lúc nào cái mặt cũng cười hết đó. Dạ. Thế. Bởi vậy bạn nào mà kiểu cứ thích gu trai lạnh lùng mà quân ngầu thì em không làm không diễn được, không diễn được nét lạnh lùng. Vô mà vui vẻ là được phải không? Dạ, phải vui vẻ, em hay cười. Nhưng còn gu em thì sao? Em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Dạ, em thì em thích mẫu bạn gái thì chung thủy, biết quan tâm, lắng nghe mình. Còn cái về khoản nấu nướng hay việc nhà gì đó thì em không quan trọng lắm, tại vì cái việc đó mình có thể share nhau. Và em cũng biết nấu ăn một chút. Bây giờ quan trọng là cái mẫu người lý tưởng của em là như thế nào nè? Mẫu người lý tưởng ngoại hình thì đây là bên tôi cái gì cũng có đó nha. Nếu mà chọn một cái mẫu giống ngoại hình giống ca sĩ á, thì em thích mẫu ngoại hình giống như ca sĩ Phương Ly. Còn lại thì ngoại hình thì em không có gu đặc biệt, quan trọng là cái tính cách và cái cách nói chuyện dễ thương là rồi được. Ok đồng ý. Chàng trai áo đỏ đã tâm sự rồi và anh bật mí với em. Trời ơi cái mặt duyên dáng lắm thiệt, lúc nào cũng vui, coi như là nguồn năng lượng, lúc nào cũng tích cực, có không bao giờ thấy mà nhìn thấy bạn ấy là thấy vui vẻ rồi, không có bao giờ buồn hết. Bây giờ tâm sự đi, chuyện tình yêu em sao cho tới bây giờ, tại sao nó vẫn trên vên chịch choạc vậy? Dạ thì em trải qua 4 mối tình. 4 mối tình. Dạ chỉ có trong đó chỉ có 1 người đầu tiên là người Việt Nam thôi, còn 3 người còn lại là người nước ngoài. Nước ngoài. Thí dụ như người đầu tiên là người gì? Dạ người đầu tiên là người Việt, người thứ hai là người Đài Loan, người thứ ba là người Nhật và người thứ tư là người Hàn Quốc. Wow, em đi du lịch thế giới hả? Dạ tại vì hồi lúc trước là em đi du học về. Còn cái mối tình nào sâu đậm nhất? Em nghĩ là mối tình sâu đậm nhất là chắc là người
Đài Loan. Tại lúc đó em vừa mới đi du học xa ba mẹ thì em qua đó thì bạn trai em kiểu chăm sóc bên Đài Loan luôn. Dạ đúng rồi. Dạ vì sao hai người không... À là tại vì bạn đó là phi công thì bạn đó phải qua Úc để thực tập, thì bạn đó có bảo là bạn đó muốn em sắp xếp để qua chung với bạn đó. Nhưng mà lúc đó là em vừa mới qua Đài để du học, em mới học được năm 2 thì em không có muốn bảo lưu để mà đi theo bạn đó, thì sau này sẽ dẫn đến nhiều mâu thuẫn khác nhau. Em đã quyết định chọn sự nghiệp và... Dạ đúng rồi. Nhưng mà em đi hết rồi, cái tinh hoa tinh túy hết rồi, em thấy như thế nào? Dạ thì em vẫn nghĩ là bạn trai người Việt Nam là tinh tế nhất. Em muốn tìm một mẫu người như thế nào? Dạ em muốn bạn trai em tinh tế, có học thức, có sự nghiệp. Ngoại hình thì em nghĩ là chỉ cần chín chắn chững chạc là được. Ngoại hình sao chín chắn chững chạc? Cao thấp mập ốm? À cao. Ngoại hình á. Dạ chắc là tầm 1m70 đi. Cao hơn em. Em cao nhiêu cưng? 67. 67, em cao nhiêu? 72. Một bạn 67, một bạn 72. Lát cho em lựa nha. Chúng ta đến với chương trình là chúng ta có tới hai cơ hội lận. Bây giờ qua tới chàng trai ghế xanh của tôi nè. Tình trường của em sao? Tình trường của em á thì em trải qua chính thức là 3 mối tình. Mối tình thứ nhất, mối tình thứ hai thì tụi em trải qua là diễn ra thì mỗi mối tình là 1,5 năm. Mối tình thứ ba là mối tình gần đây nhất thì em quen nhau 3 năm. Cách đây khoảng 2 năm em với bạn ấy thì gặp nhau thì qua một người học viên và giới thiệu cho em. Quen nhau thì lúc đó em bắt đầu mở phòng tập. Thì bạn ấy đồng hành với em từ lúc em khó khăn nhất và đến lúc em cũng có một số khách hàng biết đến em. Thì tụi em thì tình cảm tụi em thì vẫn ok. Nhưng mà gia đình cô ấy thì muốn cô ấy sinh sống bên nước ngoài để gần với gia đình. Gia đình anh cô ấy ở bên Thái. Với lại gia đình hai bên thì cũng không đồng ý cho mối hệ của tụi em. Tại sao không đồng ý? Tụi em cũng tới tuổi kết hôn mà yêu nhau 3 năm rồi mà hiểu nhau rồi. Cổ cũng chia sẻ với em mọi thứ trong cuộc sống, sao tụi em không đấu tranh? À dạ tụi em cũng nỗ lực cố gắng nhưng mà có lẽ là nó một phần là do cô ấy bị bệnh. Bệnh sao? Dạ bị bệnh cũng dạng bệnh nan y mà buộc phải có qua bên nước ngoài. Với lại gần gia đình để gia đình có thể chăm sóc tốt hơn là so với là ở bên em. Nói chung là cổ bị bệnh rồi. Hiện tại thì em còn liên lạc với cổ không? Em với cô ấy thì vẫn trân trọng mối quan hệ của tụi em. Em với cô ấy thì vẫn mong muốn là đối phương tìm được hạnh phúc riêng cho mình. Thôi thì chuyện nó qua hết rồi, giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào nè? Dạ em cũng mong muốn tìm một bạn nữ thì hiền dễ thương, có hiếu với gia đình, tự lập được, là biết chăm sóc cho bản thân. Còn nếu bạn ấy chăm sóc không tốt thì em có thể chăm sóc cho bạn ấy được. Tại em thì cũng biết nấu ăn và biết làm bánh. Em thì có thể làm bánh bình thường với lại làm bánh về ăn kiêng được, để dành cho bạn ấy giữ dáng. Em thì người có sức khỏe thì em luôn duy trì tập luyện để giữ được cái sức khỏe của em. Thì em cũng luôn giúp cho bạn gái của em luôn luôn giữ được cái dáng đẹp nhất. Có sức khỏe. Hay quá. Dạ. Thiệt tình. Chủ phòng tập gym mà. Được. Đồng ý. Cơ thể của bạn ấy là nhìn là không thấy một miếng mỡ luôn á, coi như là tiết chế cũng như là chỉ còn cơ với thịt không á. Ở đây bao cát được á. Dạ em thì có dạy được tất cả các môn phổ biến, đặc biệt là boxing, gym, bơi lội. Vậy là bên kia có quyền boxing dạ. Đánh đấm em thoải mái ha. Dạ okay, em có thể là bao cát tốt nhất cho bạn nữ bên kia. Được thì cứ đeo găng vô và đấu thôi. Còn em hãy tâm sự về chuyện tình yêu của em đi nào. Sao em thấy em sao với cái anh áo xanh này có một cái gì đó nó hơi tương đồng xíu. Tương đồng chỗ nào cưng? Cho em bình tĩnh xíu. Tại vì em nghe anh kia nói sao em cũng thấy giống. Nhưng mà ảnh hạnh phúc hơn em. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Em có hai mối tình mà em yêu nhất. Cũng nói chung là cái thời học sinh mình nghịch ngợm thì có thể là quen. Nhưng mà yêu nhiều nhất là mối tình của em 6 năm. Rồi bạn trai mình cũng bệnh à hay sao em? Nhưng mà mối tình nó như thế nào? Em quen từ hồi em 17 tuổi. Là cái thời học sinh. Người đó rất là... Nói chung mà rất là chiều em. Hồi nãy lúc mà anh không có nói tới cái đoạn sau em tính hỏi là anh ghế xanh ơi, anh quên được người đó chưa? Nhưng mà nói câu sau nên là em nghĩ là ai cũng có một cái mối tình nào đó chỉ để cất đi thôi. Thì anh hạnh phúc hơn em ở chỗ là còn hít chung một bầu không khí. Bạn em bệnh gì? Ung thư máu. Bạn mất hả? Quen nhau được bao lâu thì... Dạ, 6 năm. Mà khi mất là vẫn đang còn quen với em hay là... Dạ đúng rồi, em chăm sóc cho bạn cho tới lúc mất thì thôi. Và cái khoảng thời gian đó cách đây bao nhiêu lâu rồi? Anh mất được 5 năm rồi. 5 năm.
Lâu nay nhắc lại thì em cũng không có khóc đâu, tự nhiên. Ok, tại có người đồng cảm ha. Dạ. Rồi chị cũng đồng cảm chia sẻ với câu chuyện của em. Rồi từ đó đến nay thì một cái mối tình thứ hai, cái mối tình gần nhất của em là quen 3 năm, mới chia tay hồi tháng 5 thôi. Thì bạn nhỏ tuổi hơn em, chia tay là đúng và kỷ gần như là kỷ niệm 3 năm quen nhau. Em không có biết lúc mà bạn chia tay em á, thì em hỏi là lý do thì bạn chỉ nói là bạn đó chủ động chia tay mình. Dạ đúng rồi. Em hỏi lý do thì bạn nói là anh không biết hiện tại tình cảm của anh dành cho em là đang yêu hay là thói quen. Đang yêu hay là thói quen à. Nhưng mà vừa chia tay em thì bạn đã up hình với lại người mới. Là đã cắm sừng em, dạ đúng rồi. Hôm đó em hơi say, sau này em đăng ký chương trình này. Trời ơi, vì một cơn say đã đưa em đến đây. Không, nhưng mà có trách nhiệm đi tới chứ. Ok, đàng hoàng. Giờ muốn tìm người sao nè? Tự nhiên em nghe anh đó tập thể dục em mắc cỡ quá. Tại vì em đi giao tiếp rồi chơi bạn bè rồi kia. Em đi nhậu hoài á. Em đi nhậu hoài á. Thì bây giờ anh đi anh về anh tập cho body nó săn chắc lại. Em đi nhậu không mà tập gym thì không có nhậu. Anh ơi, anh biết nhậu không? Anh nhậu được, nhưng mà anh cũng hạn chế. Nhưng mà em khỏi lo đi, anh chấp em nhậu luôn mà em vẫn giữ dáng đẹp. Ghê ghê. Anh ơi đi nhậu luôn. Vẫn làm được công việc của mình. Đô vẫn ngoại giao và dáng vẫn đẹp. Em muốn ít à, nhưng mà em cảm thấy nó vui. Có nghĩa là khi ra ngoài đó em cảm thấy giống như là nó men nó vô á, lời men nó ra vô. Nó dễ nói với lại khi mà ra ngoài bàn đó. Ừ, coi anh coi em. Ai, như bạn là nhậu bạn luôn. Nhậu đi bạn nhậu anh luôn. Có thể nói tâm sự về bạn gái của anh hiện tại đang làm cái gì để cho anh khó chịu hay không hay như thế nào đó. Thì coi như hai người bạn nhau đó, nhậu xong rồi về quê. Hôm nay mà đã ra bạn nhậu mà vẫn không giải quyết được thì còn gì để nói nữa đâu. Thiệt tình, mày rủ vào lời phải ra chứ mình phải nói. Đô mạnh quá, đô mạnh quá. Hôm nay các bạn nữ của tôi mạnh quá nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hỏi ý kiến của người thân nhé. Rồi chào em gái trước nha. Em chào chị Cát Tường và em chào anh Hứa Minh Đạt ạ. Rồi dạ. Hôm nay em đến đây với ai? Dạ em đến với bạn Thủy Hoàng Dân. À Thủy Hoàng Dân. Rồi em là cái gì của bạn Dân? Dạ em là bạn thân của Dân. Tụi em học chung từ năm 2009 đại học ạ. À dạ. Coi như là cũng có một thời gian khá hiểu bạn đúng không? Dạ. Hôm nay em thấy chương trình đã lựa chọn hai cô gái như thế này. Thì cá nhân em là phụ nữ ha, ngồi bên đó em cũng quan sát kỹ. Em thấy có thể là Dân sẽ phù hợp với cô nào hơn? Dạ em thấy Dân chắc sẽ phù hợp với bạn ghế xanh. À, vì sao em lại nghĩ là bạn gái xanh là phù hợp? Tại vì em thấy bạn Dân thích cái gu mà nhẹ nhàng. Nói chung là rất là nữ tính. Dạ, dạ đúng rồi. Nữ tính, dễ xúc động. Dạ, nhưng mà không có kiểu sành điệu lắm như bạn ghế đỏ. Rồi, cảm ơn ý kiến của em nha. Rồi, còn em? Dạ, em xin chào mọi người ở trường quay ạ. Em tên Tiên, bạn của Huy. Em với Huy chơi với nhau từ hồi cấp 2 tới bây giờ. Chà, lâu quá rồi ha, hiểu bạn ha. Dạ, nên rồi là hôm nay em thấy như thế nào? Huy ơi, bạn ghế đỏ đúng gu của Huy luôn đó. Về mặt ngoại hình á, rất là giống Phương Ly. Ghê vậy? Ghê, ghê. Mình cũng có đôi lời gửi tới bạn là Huy là một người rất là tốt. Đừng tình Huy thua, đừng đua Huy cũng té. Nói chung là không có may mắn cho tình yêu. Nhưng mà thật sự rất là tốt luôn. Vậy thì Huy có gì xấu không? Sao nghe tốt không vậy? À dạ có xấu, tính xấu. Đó là xấu đói. Mỗi lần mà Huy đói là Huy xấu tính lắm. Nên là bạn nữ quen thì chỉ cần cho Huy ăn no là được. Trời ơi, dễ dụ vậy hả em? Dạ. Rồi, cảm ơn ý kiến của người thân nha. Đó là ý kiến của các bạn thôi. Cho các người bạn thân của mình trên đây tham khảo. Và bây giờ thì đến lúc cho các bạn ấy gặp nhau rồi. Mở cửa trái tim. Là. Wow. Cười hoài, cười tươi quá, cười tặng quà đi, cười hoài. Trời ơi, thì anh cũng có một món quà gửi nhỏ cho chị à. Muốn gửi đến em. Dạ. Tuy muốn quà tuy nhỏ nhưng mà anh mong là em sẽ chăm sóc cái cây này như một cái kỷ niệm nhỏ xíu trên truyền hình. Cây đó cây gì vậy em? Dạ đây cây là cây lan ý. Đúng rồi. Có ý gì trọng không? Ý thì ý đồ thì cũng gửi gắm cũng nhiều nhưng mà không biết bạn có nhận được hay không. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Còn cái này là cây đô la gửi cho bạn. Cây đô la. Gửi cho bạn. Cây đô la hả? Đô la là cây gì? Vui. Chúc hy vọng là bạn có những điều tốt đẹp sau chương trình. Rồi em. Dạ em sẽ gửi chị. Ủa chị hả? Rồi dạ. Chị cảm ơn em nha. Có quà vui đâu, quá. Thế ông đi giao hàng á. Ông đi giao hàng là shipper nè. Em có quà chị. Quên anh Bảy á. Rồi cảm ơn em. Giao hàng. Đúng nghĩa đi giao hàng đó trời. Đây là quà chung. Cảm ơn em nha. Đó cái chính quà. Chính là cái hộp đỏ kìa. Hiểu không? Món này thì nó có tên là sức khỏe và kiến thức.
Dạ, anh tặng em. Sức khỏe và kiến thức. Rồi, mời em. Em mở nha. Sức khỏe và kiến thức là sao? Sức khỏe là có một cái hộp mắc ca. Sống đời vừa hiền lành vừa sắc sảo. Trời ơi, sao giống em quá vậy? Nãy em nói em giữ gì đó, bây giờ nó vô cái cuốn chuyện sao nó hợp quá vậy? Chưa, em chưa, tặng quà, bên đây cũng có quà mà. Rồi, tặng đi em. Em gửi anh nha. Anh cảm ơn nha. Khui ra chứ, tự nhiên người ta, mình khui quà người ta rồi, mình không có cho. Đó, ý nghĩa nè. Wow. Tự nói thử coi ý nghĩa gì nè. Đây là một tình yêu bao gồm em với bạn đó. Bây giờ mình nói một chút xíu về cảm xúc nha. Không biết là em gái ở ghế đỏ, cảm xúc của em như thế nào khi mà cánh cửa trái tim này mở ra? Dạ, em thấy vui. Em thấy hai bạn nam bên kia đều rất là dễ thương. Lịch sự, chững chạc. Rồi, dạ. Thế còn em, cảm nhận của em như thế nào? Ban đầu nghe nói chuyện, tại vì mặt em không có ấy về ngoại hình lắm, cho nên là nghe nói chuyện thôi là đã thấy có cơ hội 60% là điểm chung một xíu. Mở cửa ra thì thấy thêm điểm. Đó là tín hiệu mừng ha, tín hiệu mừng. Còn chàng trai của tôi ngồi uyếu tay hoài này, cảm xúc của em như thế nào? Cười tươi quá tươi luôn nè. Dạ, khi mà mở cửa ra thì nãy giờ đầu chương trình thì em cảm thấy là rất là rung. Mở ra thì em mới biết là đó là rung động. Rung giờ là rung động á. Và em cảm thấy là hai bạn nữ đến trường quay hôm nay rất là, bạn nào cũng rất là xinh đẹp và cũng đều là người biết suy nghĩ và có cá tính riêng. Còn Dân thì sao? Có lẽ là điều đáng tiếc nhất là em bị hơi cặn nên em chưa thể nào mà thấy hết được cái vẻ đẹp của hai bạn nữ một cách tốt nhất. Nhưng mà em vẫn tin là vẻ đẹp của hai bạn nữ là trên 100%. Ủa sao vậy? Em cận, em không thấy mà em tin dựa vào cái gì mà em tin trên tin vậy. Đúng, niềm tin. Đây. Đúng rồi, sống phải có niềm tin. Đến với chương trình phải có niềm tin. Tôi cho đeo mắt kiến vô rồi nói chính xác nè. Đeo vô bật ngửa luôn ạ. Rõ hơn không? Wow. Bắt đầu wow. Quá xinh. Ủa vậy tại sao mình không tự sắm mắt kiến mình đeo mà tự nhiên mượn mắt kiến người ta đeo vô rồi wow? Dạ em nghĩ em có thể nhìn rõ được nhưng mà hóa ra là xa quá. Không cách xa quá. Thì khoảng cách này xa nhưng mà nhìn rõ thì thấy thật là nó nét đúng không? Nét. Rồi bây giờ thì nhìn rõ các bạn hãy trò chuyện với nhau để mình có thể hiểu nhau nhiều hơn. Không biết là bây giờ ưu tiên hai bạn gái, mình có muốn hỏi gì hai chàng trai này không? Tại vì em ở Biên Hòa, anh thì ở Sài Gòn. Thì cái khoảng cách như vậy thì anh nghĩ là một tuần mình có thể gặp nhau được bao nhiêu lần? Anh sẽ gặp em nguyên tuần trên online. Và cuối tuần anh sẽ gặp em trực tiếp để cho tình cảm mình nó gần hơn. Thì anh sẽ chắc chắn sẽ gặp em thường xuyên vậy. Anh có phải là thuộc mẫu người lãng mạn không? Anh cố gắng anh sẽ làm được điều đó. Nói chung là không có cần gì quá nhiều. Ví dụ như thi thoảng ở nơi làm việc tự nhiên mình nhận được một bông hoa thôi, hoặc là mình nhận được một ly trà sữa bất ngờ thôi, mình cũng đủ thấy vui rồi, đâu cần gì nhiều hơn mấy đâu. Mấy đó thì anh làm ok. Hai. Một lần gọi ý nhẹ. Rồi cặp này hỏi gì đi chứ. Anh ơi, em nghe nói là anh thi trễ giờ đúng không? Nhưng mà em thì tính em thì em lại không thích bạn trai em trễ giờ anh. Thì anh, không biết anh có khắc phục được cái chuyện đó không? Cái việc đó thì anh sẽ khắc phục. Cái trước giờ thì anh không hứa bất kỳ điều gì nếu mà không chắc. Nhưng mà kỳ này anh, nếu mà hai đứa có hẹn hò hay là trong một mối quan hệ tình cảm thì anh sẽ làm được đi đúng giờ. Wow. Đã có một lời hứa. Rồi bây giờ mình sẽ đưa ra một cái chủ đề cho các bạn ha. Nếu như bây giờ là người yêu của mình say nắng một người khác thì các bạn sẽ xử lý như thế nào? Em trước đi. Quán em điểm. Cười nãy giờ nè, nãy anh phát biểu ít nhất nè. Quan điểm của em trong tình yêu á, mọi người đều có cái sự lựa chọn riêng của mỗi người. Nếu mà đối phương mà cảm thấy say nắng, mà cảm thấy bị lung lay trong tình cảm á, thì có thể nói thẳng thắn với nhau. Tại vì em không thích là giấu giếm nhau trong chuyện tình cảm, rồi đến khi mà phát hiện ra rồi em không thích cái cảm giác bị phản bội. Hai, cả hai cùng nói chuyện với nhau và tìm hướng giải quyết cho nhau thêm một khoảng thời gian. Tại vì cơn say nắng mà, nếu mà say nắng thì sẽ nắng nó sẽ qua, qua mưa nó tới, có sự lựa chọn. Còn cái việc đó là nếu mà cảm thấy mà bạn nữ vẫn quyết định lựa chọn cái người còn kia thì em sẵn sàng em tôn trọng cái quyết định của họ. Có nghĩa là em vẫn cho cơ hội ngồi xuống nói chuyện. Dạ vâng. Rồi. Dạ. Thế còn em thì sao? Dạ thì em nghĩ vậy thì ai cũng có một cái gì đó say nắng một đối phương nào, một cái dạng như là cái gu của mình nó tự nhiên nó xuất hiện thì mình tự động mình say nắng. Thì nói chung kể là nam hoặc là nữ đều có hiện tượng đó, hoặc là một lần trong đời say nắng. Thì cái quan trọng á, tình cảm lúc đó hai bên như thế nào,
ví dụ em bạn ấy đang tốt thì mà bạn ấy xa nắng thì mình phải làm sao để trò chuyện lại, rồi mình cải thiện bản thân mình hơn, rồi mình xem thử mối quan hệ nếu mà không, nếu bạn ấy chẳng cảm thấy xa nắng mà yêu thích đối phương nhiều hơn em thì bạn ấy nói rõ thì để cho hai bên xử lý và có thể là trả nhau tự do. Lúc đó bạn gặp đúng người thì sao? Thì bản thân mình á thì mình phải coi lại ha, cải thiện bản thân làm tốt hơn đó, thì để xứng đáng với người mình yêu và người đó cũng yêu mình. Cũng hay. Đó là những chàng trai. Thường phụ nữ thì rất là ích kỷ, không biết là các cô gái của mình thì như thế nào. Như em thì như cũng vậy, thẳng thắn với nhau một lần. Cũng có khi mình bị say nắng mà, nhưng mà mình phải biết được cái nào nên dừng lại và thẳng thắn với nhau đi. Ví dụ như anh lỡ anh say nắng ai đó thì anh nói với em cho em biết là chết rồi, giờ chết rồi, giờ anh lỡ hơi bị cảm nắng bé kia rồi, rồi bắt đầu ra ngoài bàn nhậu ngồi nói chuyện nữa, nhậu nữa. Giờ đi ra ngoài đó ngồi đó, anh biết em sẽ hỏi là anh quen biết nhỏ được bao lâu, cô bé đã được bao lâu rồi, và hai người đã tới mức nào rồi, hay sau đó em sẽ hỏi. Nhưng mà nếu là thì giờ anh hơi cảm nắng và anh mới nói cho em biết đó, thì lúc đó em sẽ nhìn lại, em sẽ suy nghĩ lại và em sẽ hỏi là em có làm gì sai với anh không. Nếu mà anh nói không á thì anh phải coi lại anh. Còn nếu như anh nói là em như vậy đó thì em sẽ coi lại bản thân mình như thế nào, đừng để chuyện đi quá xa hơn. Còn nếu mà đi quá xa hơn nữa thì bye bye. Vậy là cũng rộng lượng quá, cho cơ hội ha. Rồi có ngồi xuống ha, được. Thế còn em? Dạ, nếu mà em nó bạn trai em mà say nắng với người khác thì chắc là em sẽ chia tay luôn. Lý do? Tại vì em nghĩ là bạn trai em không thấy được giá trị của mình đó chị. Em nghĩ là kiểu như là nếu mà bạn trai say nắng với người khác thì có nghĩa là bạn trai đã nhìn người khác cao hơn em rồi, mà em thì tính em thì không muốn thua ai hết, cho nên nếu mà bạn trai đã quyết định say nắng người khác có nghĩa là một đi không trở lại. Dạ đúng rồi. Cho anh hỏi này nè, là em có bao giờ bị say nắng chưa? Dạ chưa. Thường nếu mà em có bạn trai rồi thì em lúc nào cũng coi bạn trai em là nhất hết, cho nên em chưa bao giờ bị say nắng với người khác. Dạ. Đó, chúng ta tâm sự như vậy để làm gì? Để cho các bạn có thể hiểu nhau được nhiều hơn. Rồi bây giờ đến lúc cho nó vui lên một chút đi, thể hiện tài năng nè. Thì hồi nãy giờ mình đi hát rồi, đến bên kia đi. Nãy là nhà gái là có người đại diện hát rồi. Nhà trai đi, em. Thì em xin hát một bài Tình Yêu Diệu Kỳ ạ. Rồi. Em thì hát không hay nhưng mà rất thích hát, mà lại hay quên lời. Hay quên lời. Ông chơi nhà vui là được, thông cảm ạ. Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên hỏi sao trên trời sao lung linh sáng sao, nhìn mãi yêu mãi trong tình yêu. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, không bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đổi thay, cho ngày nắng thay mưa thơm thời, và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Oh yeah. Ông từ hát ông từ chán dễ thương quá. Bây giờ vậy nè, em ra em tập cho bạn gái em vài động tác gym làm sao mà có thể là đi nhậu mà không mập đi, được không? Thử coi cô cổ có thích nghi được không. Dạ. Mời em bước ra sân khấu. Chà, tập thể dục luôn kìa. U là trời. Chứ tao nói tao huấn luyện viên gym mà. Em cởi giày ra được không? Được, em cởi đi em, thoải mái. Tôi chịu cô này á, nhanh gọn lẹ. Rồi, tập xong nhậu nè. Rồi, tập xong nhậu kìa. Trời vũ liền, chứ gì có bài vũ rồi. Tập xong nhậu. Bài này bài nhảy xe eo giúp cho chúng ta săn chắc bằng bụng ha. Đầu tiên hai chân mũi chân khép lại nè. Anh sẽ làm mẫu trước ha, em làm theo. Đầu tiên nhắc bên trái, lắc mũi chân bên trái qua bên phải, thả lỏng ra. Thả lỏng ra. Wow, thần pháp. Wow. Thần pháp rất nhịp nhàng. Rồi, em bắt đầu ha. Mũi chân qua trái qua phải, luôn tập trung ở trọng tâm ở giữa. Thả lỏng ra, thả lỏng ra. Đúng rồi. Hay quá, nhậu thoải mái đi em. Làm đi cưng. Đúng rồi. Đúng rồi. Một ngày làm bao nhiêu cái? Dạ, 100 cái. Em thấy 100 cái gì nhỉ? Đúng rồi, thả lỏng tay ra, thả lỏng ra. Tay này chân kia, tay này chân kia, bên này bên đây. Mới lắc cái eo được đó. Vô. Hai bạn cùng nhảy coi. Vô. Đẹp rồi. Đó giờ thấy điều nhảy luôn. Rồi nhậu thoải mái luôn. Vô. Vỗ tay hay quá. Hay quá đi rồi. Không, này nói nghiêm túc là khỏe nha Trâm nha, cố gắng. Dạ. Về ngày 30 rồi lên ngày 50, từ từ lên 100 cái. Hồi trước dịch, mùa dịch á chị cũng tập vậy đó. Em mới bị F0 xong á. Khi nó bị di chứng lại viêm phế quản cấp á, cái giờ cũng phải tập thở. Mệt đúng không? Dạ đúng rồi, em vận động. Ý là mình tập nhẹ thôi, cứ từ từ. Nhưng mà nói chung tuổi của em, tụi em còn trẻ, cái con đường mình còn dài lắm, phải có tập thể dục. Thì sau này cái cơ mình, cơ xương khớp mình nó mới dẻo dai. Chưa có nói tới, đó là sức khỏe thôi. Chị nhảy em dữ lắm à. Nè chị nhảy luôn nè.
Đó, wow, ghê 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 ghê. Má dài câu gót đó nha. Rồi, giờ anh này biểu diễn gì nè? Em thì em hát không hay. Đàn nghe cũng dở hả? Dạ. À, nhưng mà em thì chắc em có 4 câu thơ em sưu tập được. Làm thơ luôn hay quá người ơi. Em sưu tập được thơ chứ thật ra không biết, cũng không biết làm. Thôi bây giờ chị đề nghị nè, em tiến sang bên đó. Đó, em đứng em mời cô gái này ở đây, ta nắm tay ta tập rồi. Bây giờ em mời cô ấy lên nắm tay, cô đọc 4 câu thơ cho cô nghe được không? Mạnh thơ mẽ lên. Là phải thuộc lời tròn vành vỏ chữ chứ. Đừng giống như anh hát nha. Dạ. Đó. Rồi, thơ 2 3 vô. Lòng anh bỗng rung động, chắc là lại do ai? Gặp em rồi mới biết, hẳn là lại do yêu. Hết rồi anh. Câu ta hết rồi. Thơ nó ngắn mà tình anh nó dài. Anh gọn lẹ. Mặc dù anh cũng có học thức, cũng biết nhiều học thuyết. Nhưng mà cái anh vẫn chưa biết cách được là học thuyết phục em về với bên anh. Em bị tê chân, em bị tê chân. Em sao vậy? Tại em nghĩ hơn ngồi. Rồi thôi thôi. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi cưng. Hình như là điện đã truyền qua, truyền thẳng xuống chân luôn rồi. Em làm căng là dụ ra tí xíu. Dạ. Còn một chân lên, còn một chân. Đó, còn một bài tập mới còn nữa. Một chân lên, còn một chân lên. À, phải thở dậy ra anh. Còn mũi chân lên, còn tê không? Dạ dạ. Đó. Giúp liền luôn. Dạ, ok anh. Em cảm ơn anh. À, bây giờ về anh nguyện massage chân cho em. Thật ra là bao nhiêu đó thời gian nãy giờ hát hò rồi ha, có va chạm, có tiếp xúc ha, cặp nào chị cũng tạo cơ hội cho nhau rồi. Và các bạn có thể lắng động lại một chút xíu để xem coi là nãy giờ cái trái tim của mình như thế nào, để chúng ta đi đến cái khoảnh khắc quan trọng, đó là khoảnh khắc quyết định. Tất cả các bạn hãy nhắm mắt lại, hướng mặt về phía trước. Chưa, chị. Hãy nhắm mắt lại. Sau 5 tiếng đếm nữa, nhắm mắt lại để suy nghĩ cái đã. Mình thích cô gái hoặc là chàng trai ngồi ở vị trí ghế màu nào thì mình bấm vào nhắm màu mắt đó. Lại lắng nghe tiếng nói của con tim sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 tại vì em ở Biên Hòa, anh thì ở Sài Gòn, thì cái khoảng cách như vậy thì anh nghĩ là một tuần mình có thể gặp nhau được bao nhiêu lần? Anh sẽ gặp em nguyên tuần, cuối tuần anh sẽ gặp em trực tiếp để cho tình cảm mình nó gần hơn, thì anh sẽ chắc chắn sẽ gặp em thường xuyên vậy. 4 Anh ơi, em nghe nói là anh hay trễ giờ đúng không? Nhưng mà em thì tính em thì em lại không thích bạn trai em trễ giờ anh. Cái trước giờ thì anh không hứa bất kỳ điều gì nếu mình không chắc, nhưng mà kỳ này anh nếu mà là hai đứa có hẹn hò hay là trong một mối quan hệ tình cảm thì anh sẽ làm được đi đúng giờ. 3 2 1 Bấm. Oh yeah. Trước tiên thì chúc mừng cho một cặp đôi ngồi ở vị trí ghế màu xanh đã đỏ đèn. Thì trước tiên chị Tường cũng xin hỏi hai bạn ở ghế màu đỏ một chút xíu, tại sao em trai lại không có bấm chọn ai hết? Dạ, tại vì em cảm thấy em chưa đủ tự tin để trở thành người có thể mà cho bạn gái nương tựa. Nên, là em chưa tự tin về bản thân mình. Dạ đúng, nếu mà hai người làm bạn thì em có thể là tự tin và từ đó có thể tìm hiểu thêm, phát triển thêm. Thế còn em gái, lý do gì hôm nay em chưa chọn ai? Dạ, tại vì bạn có bảo là người yêu cũ của bạn đi du học, nhưng mà em thì em cũng sẽ tính là sẽ đi du học tiếp, cho nên đó cũng là một lý do. Có một số cái nó chưa có trùng khớp với nhau ha. Chị Tường cũng cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình và chúc cho hai em cũng sẽ sớm tìm được một cái tình yêu ở bên ngoài cuộc sống để giúp cho cuộc sống của mình nó vui vẻ hơn ha. Các bạn còn trẻ mà cơ hội còn rất là nhiều. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Rồi xin mời tất cả chúng ta tiến ra sân khấu. Rồi mời cặp đôi. Chưa kịp mời nắm tay rồi quý vị. Tranh thủ hả? Cảm xúc của em hiện tại bây giờ như thế nào? Dạ em rất vui đến chương trình đã nhận được bạn gái ạ. Nhận được bạn gái. Trời ơi trời. Hai bạn nói với nhau vài điều trong chương trình đi. Thì anh chỉ cố gắng
Khi em bên anh thì anh có em giúp làm cho em vui và cảm thấy hạnh phúc nhất. Anh sẽ làm được ạ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy thì hôm nay dù sao thì mai bà mốt cũng thành công được một nửa, là đã có được một cặp đôi đến với nhau rồi. Và bây giờ thì Cát Tường xin gửi tặng cho mỗi bạn một phần quà. Đây là nước cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm này không có MSG và không có dùng chất bảo quản. Xin gửi tặng cho hai bạn nha. Rồi, tặng cho em nha. Rồi, tặng cho em luôn. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media và siêu ứng dụng Netlove. Và bây giờ thì Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Yeah.